Người phụ nữ này đã sống độc thân suốt 5 năm nay, đột nhiên cô phát hiện ra mình đã mang thai. Hóa ra tối hôm qua, lúc cô mở cửa ra thì thấy trong phòng xuất hiện một con rồng. Cô đứng chôn chân một chỗ nhìn cảnh tượng khó hiểu trước mắt. Bỗng nhiên con rồng phun lửa vào cô gái giật mình tỉnh giấc. Mặc dù cô đang nằm mơ nhưng người xưa đã nói rằng, hễ mà nằm mơ thấy rồng chui vào nhà thì chắc chắn sẽ có chuyện tốt. Ngày hôm sau, lúc cô đi tới bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ thông báo với cô rằng cô đã có thai. Sau đó cô lập tức đem chuyện này kể với cô gái tên là Kyung Shin. Kyung Shin là con dâu một nhà tài phiệt. Kyung Shin biết tin thì vui sướng tới mức bật khóc, bởi vì cuối cùng cô cũng có thể sống một cách thoải mái trong gia đình nhà chồng. Kyung Shin lấy chồng đã nhiều năm nhưng chưa có con. Điều này khiến cho cô bị mẹ chồng đối xử rất tệ bạc, hơn nữa bà còn đi bêu diếu cô ở khắp nơi, nói rằng con dâu là một con gà mái không biết đẻ trứng. Kyung Shin bất đắc dĩ chỉ có thể nghĩ cách tìm người mang thai hộ. Cuối cùng cô ta đã bỏ ra 500 triệu won, tìm được một cô gái tên Ji Rang giúp đỡ. Người chồng khi biết được Ji Rang đã mang thai cũng cực kỳ ngạc nhiên. Cuối cùng anh cũng đạt được ước nguyện làm bố của mình. Sau đó, mỗi ngày Kyung Shin đều rất cẩn thận chăm sóc cho Ji Rang, hơn nữa còn mua cho cô các loại hoa quả để bồi bổ. Từ khi Ji Rang gặp giấc mơ lần trước, cảm giác thèm ăn cũng tăng lên rất nhiều. Cầm trên tay quả đào mà Kyung Shin đã mua, cô ăn một lúc hết tận 8 quả. Kyung Shin ngồi bên cạnh nhìn thấy như vậy thì vui mừng không thôi. Bởi vì mẹ chồng cô từng nói, bà bầu mà thích ăn đào thì chắc chắn sẽ mang thai con trai. Sau đó Kyung Shin hỏi cô bạn thân là bác sĩ và biết được, thông qua kết quả siêu âm màu Doppler thì đúng là Ji Rang đang mang thai con trai thật. Chuyện này đối với gia đình tài phiệt bọn họ mà nói, thì đó là một tin cực kỳ tốt. Ông bố chồng đang họp hội đồng quản trị ở công ty, sau khi biết được cũng không giấu được niềm vui trong lòng. Ông ta không còn tâm trạng nào họp nữa, mà ngay lập tức dẫn mọi người đi ra ngoài liên hoan một bữa. Đúng vào lúc cả nhà bọn họ đang đắm chìm trong niềm vui, thì bệnh viện lại thông báo một tin đáng sợ. Sau khi kiểm tra đứa bé trong bụng của Ji Rang, bác sĩ phát hiện ra đứa bé có thể mắc hội chứng đau bẩm sinh. Để tránh việc có sai sót trong kiểm tra, nên bác sĩ đã quyết định chọc ối cho Ji Rang. Nhưng kết quả ra sao thì phải đợi vài ngày sau mới biết. Trong thời gian đó, mỗi ngày Ji Rang và Kyung Shin đều lên núi để cầu nguyện, hy vọng đứa trẻ trong bụng Ji Rang có thể bình an khỏe mạnh. Nhưng đúng lúc này, vị bác sĩ làm xét nghiệm lại vì một phút lơ đãng mà làm lẫn lộn mẫu xét nghiệm của hai sản phụ với nhau. Đợi đến lúc kết quả xét nghiệm tới tay cô bạn bác sĩ của Ji Rang, cô bác sĩ nhìn báo cáo xét nghiệm trong tay cũng giật mình, bởi vì cô không dám tin kết quả xét nghiệm lại như này. Nhưng vị bác sĩ phụ trách việc xét nghiệm lại thông báo rất rõ ràng rằng, việc anh ta làm xét nghiệm không thể xảy ra sai sót. Sau khi bình tĩnh lại, bác sĩ chỉ có thể gọi Ji Rang và Kyung Shin tới, nói với hai người rằng, đứa bé trong bụng của Ji Rang có thể sẽ bị thiểu năng trí tuệ. Tin tức này đối với Kyung Shin là một cú sốc rất lớn. Cô ta không thể nào chấp nhận được, đứa con mình sinh ra lại là một đứa trẻ thiểu năng. Nhưng Ji Rang lại nghĩ, không cần biết đứa trẻ này sinh ra như thế nào, cô ấy cũng sẽ kiên quyết sinh đứa trẻ này ra. Bởi vì Ji Rang đã gặp phải một chuyện rất bi thảm trước đây. Vài năm trước lúc cô đang mang thai, trên đường cùng chồng lái xe về nhà lại gặp phải một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Người chồng cũng vì thế mà vĩnh viễn rời xa cô. Mặc dù Ji Rang được đưa vào bệnh viện cứu chữa kịp thời, nhưng đứa con trong bụng cô lại không còn nữa. Đây cũng chính là nỗi đau mà cả đời Ji Rang không thể nào quên được. Nhưng Kyung Shin lại vì địa vị của mình trong nhà nên không hề nghĩ như vậy. Cô ta nhất quyết đưa Ji Rang tới một bệnh viện khác để kiểm tra lại một lần nữa. Nhưng bác sĩ lại nói, đứa bé trong bụng của Ji Rang đã thành hình rồi, nếu như lại chọc ối để kiểm tra nữa, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của đứa bé. Kyung Shin sợ sau khi đứa bé được sinh ra, thì mình sẽ bị nhà chồng đuổi ra khỏi nhà. Vậy nên Kyung Shin cầu xin Ji Rang bỏ đứa trẻ trong bụng đi. Ngày hôm sau, Kyung Shin liền sắp xếp cuộc phẫu thuật cho Ji Rang. Ji Rang buồn bã nằm lên bàn phẫu thuật lạnh lẽo. Lúc này, Ji Rang lại cảm thấy đứa bé trong bụng đang cử động. Đúng lúc này, trong đầu Ji Rang, người đang mang thai 7 tháng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ to gan. Tình mẫu tử khiến cho Ji Rang quyết định để cho đứa bé này được tiếp tục sống. Cô ôm lấy bụng mình bỏ chạy khỏi phòng phẫu thuật lại phát hiện có rất nhiều vệ sĩ đang canh gác ở bên ngoài. Trong lúc gấp rút, cô chỉ có thể quay lại chạy ra từ đường cửa sau của bệnh viện. Cô con dâu giàu có biết được tin tức này thì cực kỳ tức giận. Cô ta nói với Sung Nam, bất luận thế nào cũng phải tìm ra tin tức của Ji Rang em gái của anh ta, sau đó buộc phải bỏ đứa con ở trong bụng Ji Rang đi. Nếu không, không chỉ khấu trừ số tiền còn lại của họ, mà còn làm hai anh em họ phải trả số tiền bồi thường gấp chục lần. Sung Nam tìm không thấy em gái, nhưng vì để lấy được khoản thanh toán cuối cùng, nên anh ta đã tới một trung tâm văn phòng, làm giả một bức ảnh Ji Rang tới bệnh viện để phẫu thuật. Hơn nữa, Sung Nam còn làm giả cả hóa đơn thu viện phí. Sau khi Kyung Shin nhìn thấy bức ảnh thì đã tin là thật, vậy nên cũng không tiếp tục truy cứu chuyện này nữa. Sau đó Sung Nam cũng thuận lợi lấy được số tiền còn lại. Anh ta cực kỳ vui mừng và quyết định phải nhanh chóng tìm ra tin tức của em gái. Ji Rang trong lúc tuyệt vọng không một xu dính túi đã tìm tới người cô của mình. Ji Rang đã mượn một ít tiền từ người cô, sau đó thuê một phòng trọ, chuẩn bị mọi thứ và yên tâm ở đây đợi đứa con trong bụng ra đời. Cô xem đứa trẻ này như con của mình để nuôi dưỡng. Cùng lúc này, cô con dâu Kyung Shin của nhà tài phiệt vì chuyện bản thân không thể sinh con, hơn nữa việc tìm người mang thai hộ lần này cũng thất bại nên bà mẹ chồng lại bắt đầu bày trò đuổi cô ra khỏi nhà.
người bố là chủ tịch tập đoàn cũng liên tục gây áp lực cho con trai, khuyên anh ta nhanh chóng ly hôn với Kyung Shin và lấy một người vợ biết sinh con, có như vậy thì ông ta mới sớm có cháu bé. Người đàn ông không nỡ nhìn bộ dạng vì mình mà lo lắng của bố, nên chỉ có thể đề nghị ly hôn với Kyung Shin. Mặc dù trong lòng anh ta cảm thấy rất có lỗi với vợ mình, nhưng anh ta cũng chỉ có thể lựa chọn dùng phương thức trên giấy tờ để bù đắp cho những tổn thương của vợ. Cùng lúc này, Ji Jang hàng ngày đều vui vẻ đánh dấu ngày ở trên quyển lịch, bởi vì chẳng bao lâu nữa cô sẽ được gặp mặt đứa con trong bụng rồi. Tuy nhiên đúng lúc này, cô lại nhận được điện thoại của bệnh viện gọi tới. Hóa ra là mẹ của Ji Jang vì bệnh tình tiến triển phức tạp nên bà phải nằm viện. Người mẹ nhìn thấy đứa con gái đang mang thai ở trước mặt thì cực kỳ đau lòng, bởi vì chuyện đứa con gái mang thai hộ đã được người anh trai nói cho bà biết. Bà trách Ji Jang sao lại phải vì một người không liên quan mà làm khổ mình như vậy. Huống hồ đứa trẻ trong bụng cô lại còn bị thiểu năng trí tuệ. Ji Jang cầu xin mẹ không được nói tin tức của mình cho anh trai biết, bởi vì bây giờ đứa trẻ giống như mạng sống của cô vậy. Sau khi mẹ xuất viện, Ji Jang liền chuẩn bị rời đi, nhưng lại đúng vào lúc này, Ji Jang lại bị vợ ối. Cô gái mang thai 9 tháng này sắp sinh rồi. Người mẹ bất lực vì nơi đây là một vùng quê hẻo lánh, xung quanh chỉ có mấy phòng khám nhỏ, không có điều kiện và dịch vụ đỡ đẻ. Cô con gái lúc này đã đau đến mức không chịu nổi nữa, cô nói với mẹ rằng cô cảm thấy đứa bé sắp chào đời rồi. Bà mẹ chỉ có thể mượn một thau nước ấm và một cái kéo, bà đã đỡ đẻ cho Ji Jang ở trong một chiếc xe taxi. May mà Ji Jang đã thuận lợi sinh ra một đứa trẻ khỏe mạnh. Bà mẹ bế đứa trẻ trên tay rồi quan sát cả nửa ngày, nhưng không hề nhìn thấy trên người đứa trẻ có chỗ nào khiếm khuyết. Ji Jang nhìn thấy đứa trẻ do chính mình sinh ra thì mừng rớt nước mắt. Sau đó bọn họ chuyển tới một bệnh viện lớn, Ji Jang cũng dần hồi phục sức khỏe. Sau khi được các bác sĩ ở bệnh viện kiểm tra xong, mới chắc chắn rằng đây thực sự là một đứa bé khỏe mạnh, không hề bị dị tật hay bệnh truyền nhiễm nào. Ji Jang nhìn đứa bé mà trong lòng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Cô quyết định sẽ dựa vào năng lực của bản thân nuôi lớn đứa bé. Nhưng mẹ của Ji Jang vẫn không muốn con gái mình vì đứa bé này mà bị liên lụy. Một người mẹ đơn thân nuôi dưỡng một đứa bé không hề dễ dàng chút nào. Nhưng Ji Jang lại kiên quyết sẽ không bỏ đứa trẻ đi. Cuối cùng, bà mẹ chỉ có thể lén lút liên lạc với người con trai Sung Nam, bảo anh ta tới đưa đứa bé đi. Sung Nam biết chuyện thì bảo mẹ bằng mọi giá phải giữ Ji Jang ở lại đó. Đúng lúc này, mẹ của Kyung Shin vì bệnh tình nghiêm trọng, cuối cùng cũng rời xa cô. Kyung Shin nghĩ lại, bản thân vì để có thể bước chân vào cuộc sống thượng lưu mà nhiều năm nay, cô không ở cạnh mẹ để làm tròn chữ hiếu. Bây giờ cô lại vì chuyện sinh đẻ mà bị đuổi ra khỏi nhà chồng, Kyung Shin cảm thấy tất cả chuyện này đều là báo ứng của ông trời dành cho cô. Nhưng cô ta không hề biết, đứa con của mình với chồng bây giờ đã được ra đời bình an. Lúc này, Ji Jang đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời khỏi nhà mẹ. Bà mẹ lại nhất quyết muốn cô ở lại ăn bữa cơm rồi hãy đi. Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của mẹ, Ji Jang dường như cũng đoán ra được mẹ đang muốn làm gì, vậy nên ngay lập tức cô ôm lấy đứa bé và rời đi. Đúng vào lúc cô đang bắt xe thì vừa hay nhìn thấy anh trai đang đi tới. Ji Jang hiểu rõ anh trai tới là để cướp đứa trẻ giao cho gia đình tài phiệt kia. Trong lúc gấp gáp, Ji Jang vội vã leo lên xe taxi rồi chạy trốn khỏi nhà mẹ đẻ. Cặp vợ chồng nhà tài phiệt này cũng vừa mới hoàn thành thủ tục ly hôn trong tòa án. Đúng vào lúc này, chồng của Kyung Shin lại nhận được điện thoại của Sung Nam, biết được đứa con của bọn họ đã thuận lợi ra đời, mà đứa bé lại còn cực kỳ khỏe mạnh, không hề có bất kỳ vấn đề nào. Kyung Shin biết được tin liền quyết định, không cần biết phải trả cái giá là bao nhiêu, cũng phải giành lại đứa con duy nhất của cô ta từ chỗ Ji Jang quay về. Vậy nên bọn họ tìm tới anh trai của Ji Jang. Nhưng tên Sung Nam tham lam vừa mở miệng đã đòi bọn họ 500 triệu won tiền báo đáp. Mà vị thiếu gia giàu có này, vì muốn đòi lại con ruột của mình, cũng không hề do dự, đồng ý yêu cầu của Sung Nam. Lúc này, Ji Jang vì để trốn anh trai, chỉ có thể tìm tới sự giúp đỡ của người cô. Người mẹ vì muốn con gái trả đứa bé lại cho gia đình giàu có, nên đã lén lút tìm cách giải quyết với Sung Nam. Hôm sau, bà mẹ hẹn người cô ra gặp mặt, hy vọng bà cô có thể khuyên bảo cô con gái Ji Jang của mình một chút. Tuy nhiên, bà cô lại nghĩ Ji Jang cực kỳ yêu thương đứa bé, nếu như nhất quyết đưa đứa bé đi, Ji Jang nhất định sẽ phải chịu đả kích rất lớn. Vậy nên người cô nói mình ủng hộ lựa chọn của Ji Jang. Sau khi người cô rời đi, Sung Nam đang đứng trong góc cũng lén lút đi theo. Trên đường về nhà, bà cô gọi điện đem hết chuyện nói cho Ji Jang biết. Mà Ji Jang lại hiểu rất rõ những thủ đoạn của anh trai mình, vì vậy cô ngay lập tức nói với người cô cẩn thận bị Sung Nam theo đuôi. Còn nói với người cô những ngày này không cần tới thăm mình, tránh việc bị anh trai phát hiện ra chỗ ở của mình. Vậy nên bà cô đã cố tình lảng tránh địa chỉ nơi ở của Ji Jang. Sung Nam bất lực núp ở gần nhà bà cô theo dõi mấy ngày liền. Sau đó Sung Nam đã nghe lỏm điện thoại của bà cô với con trai, nhờ đó mà biết được địa chỉ cụ thể của cô em gái Ji Jang. Buổi tối, đúng vào lúc anh ta đang chuẩn bị phá cửa đột nhập vào nhà Ji Jang, thì may thay, gia đình nhà bà cô xuất hiện và kịp giữ anh ta lại. Để tránh cho Ji Jang lại gặp phải phiền phức không đáng có, nên họ đã lái xe chở mẹ con Ji Jang về nhà sống chung. Cùng lúc này, mẹ của Hee Jun đang chuẩn bị đưa con trai đi xem mắt. Nhưng Hee Jun đã nói cho bố mẹ biết việc Ji Jang đã thuận lợi sinh con, đứa bé không những khỏe mạnh mà còn không hề có bất kỳ dị tật nào. Bà mẹ chồng nghe thấy thì cực kỳ vui mừng. Ông bố chồng có nằm mơ cũng muốn được bế đứa cháu này, liền vội vàng bảo con trai đem đứa bé quay về. Tuy nhiên anh lại nói với bố mẹ rằng Ji Jang đã mang đứa bé trốn đi rồi. Ông chủ tịch tức giận sai người mang Sung Nam tới.
Chủ tịch nghĩ rằng tất cả chuyện này chẳng qua là vì Sung Nam muốn có được nhiều tiền hơn mà thôi. Ông ta đe dọa Sung Nam, nếu như cháu trai của ông ta mà có mệnh hệ gì, ông ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua dễ dàng cho anh ta. Tuy nhiên mấy ngày sau, ông chủ tịch cũng không còn nhẫn nại nữa. Ông ta quyết định tự mình ra tay đi tìm tin tức của cháu trai, ra lệnh cho thư ký mang theo một đám người bao vây cửa hàng của bà cô, khiến việc kinh doanh của gia đình bà cô gặp rất nhiều khó khăn. Công ty nơi người chú làm việc cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Ông chủ bảo rằng tất cả đều là do cô cháu gái di răng của ông ta gây ra. Vậy nên bảo ông chú sau khi giải quyết xong việc rồi thì mới được tới công ty làm việc tiếp. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ cũng không chịu cúi đầu trước ông chủ tịch. Người chú nói, tiền của mình cũng đủ để tiêu rồi, bất quá thì bỏ việc thôi. Nhưng di răng lại không đỡ khiến gia đình cô chú vì mình mà bị liên lụy. Ngày hôm sau, đợi sau khi bọn họ đã ra ngoài, Di Răng chuẩn bị mang theo đứa con lén lút rời đi mà không ai hay biết. Anh trai nhân lúc Di Răng không để ý đã cướp đứa bé đi, mặc cho Di Răng đau lòng tới xé ruột xé gan, cầu xin anh trai trả lại đứa bé cho cô. Nhưng đứa bé đã nằm trong vòng tay của Kim Xin rồi. Di Răng đáng thương chỉ có thể đứng mắt nhìn đứa bé rời xa khỏi tầm mắt của mình. Di Răng không còn cách nào khác, chỉ có thể tới đồn cảnh sát báo án. Nhưng cô lại không có cách nào chứng minh được đứa bé là do chính mình sinh ra, thậm chí ngay cả giấy khai sinh cũng chưa làm xong. Cục cảnh sát gọi điện cho cô con dâu nhà tài phiệt xác nhận thông tin, nhưng cô ta lại phủ nhận thẳng thừng mọi lời nói của Di Răng, khăng khăng nói đứa bé là do cô ta tự mình sinh ra. Người vừa có quyền vừa có tiền như bọn họ, chẳng lâu sau đã tìm tới lãnh đạo của cục cảnh sát, nhẹ nhàng đè ép chuyện này xuống. Thiếu gia giàu có nhìn thấy đứa con khỏe mạnh của mình, trong lòng cực kỳ phấn khích, hối hận rằng lúc đầu lại quyết định từ bỏ đứa bé. Ông chủ tịch vội vàng bảo luật sư làm xét nghiệm ADN, kết quả xét nghiệm cũng kết luận đứa bé này 100% là cùng huyết thống với gia đình bọn họ. Ông chủ tịch vui như nở hoa, vội vàng bảo vợ đi mang con dâu Kim Xin và cháu trai về nhà. Trước đây vì con dâu không thể sinh con nên bị đối xử tệ bạc, còn bị đuổi khỏi nhà. Nên bây giờ cô con dâu lại không muốn nói về là về dễ thế được. Vì muốn sớm có thể gặp mặt cháu nội, bà mẹ chồng chỉ có thể xuống nước mà xin lỗi con dâu. Kim Xin thấy mẹ chồng như vậy cũng cho rằng mình đã lấy lại được mặt mũi, đồng ý mang theo đứa con trở về nhà. Cuối cùng, ông bố chồng cũng có thể ôm đứa cháu trai trong lòng như ước nguyện, còn đặt tên cho đứa bé là Dung Ho-o. Di Răng ở bên này sống không hề dễ dàng chút nào. Cô ở bên ngoài tìm kiếm tung tích của đứa con, rồi lại mệt mỏi trở về nhà. Mỗi ngày đều không thiết ăn uống gì, nhớ nhung tìm cách làm sao để đòi con về. Cuối cùng cô chỉ có thể lại tới sở cảnh sát tìm kiếm sự giúp đỡ. Viên cảnh sát rất đồng cảm với chuyện của Di Răng, nhưng cũng chỉ có thể khuyên cô từ bỏ ý định tìm lại con. Bởi vì danh tính của đối phương là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn, có tiền có quyền, một mình cô không thể nào đấu lại được bọn họ. Ngay cả việc ra tòa cũng chẳng có ích gì, bởi vì trong tay bọn họ có báo cáo giám định cha con với đứa bé, mà Di Răng lại chẳng có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cô có quan hệ với đứa bé. Ngay cả việc sinh đứa bé ra cũng không phải sinh ở trong bệnh viện. Nhưng Di Răng không vì vậy mà từ bỏ việc nghĩ cách giành lại đứa bé. Cô lên mạng tìm thấy thông tin của tập đoàn kia và cũng tìm thấy địa chỉ nơi ở của gia đình Kim Xin. Sau đó Di Răng tới thẳng cửa nhà, vừa khóc vừa đòi bọn họ trả lại đứa con cho cô. Lúc này trên xe lao xuống ba tên vệ sĩ, cưỡng ép lôi Di Răng lên xe. Sau đó đưa cô tới một nơi hoang vu hẻo lánh, vứt cô xuống bên lề đường như vứt một đống rác. Di Răng tội nghiệp lê thân xác mệt mỏi nửa đêm mới về tới nhà. Cô chú nhìn thấy đứa cháu gái bị bắt nạt thì cực kỳ tức giận. Ngày hôm sau, cô mang theo người nhà tới nhà của Kim Xin để yêu cầu giải thích. Nhưng bên ngoài lại có rất nhiều vệ sĩ, ngăn cản không cho cô được vào nhà. Sau khi xô sát với nhau, chú của Di Răng bị bảo vệ đẩy ngã xuống đất. Di Răng không còn cách nào khác, quyết định dựa vào truyền thông để giúp mình đòi lại công bằng. Vì vậy cô viết một bài văn nói về việc con của mình bị gia đình tài phiệt bắt đi. Không lâu sau, bài viết đã lan truyền nhanh chóng trên mạng và lên hot search. Di Răng cũng nhận được rất nhiều lời mời phỏng vấn từ các đài truyền hình. Vào lúc Di Răng nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có hy vọng đòi lại được công bằng, thì ông chủ tịch lại tức giận sai người tới cưỡng chế lôi cô vào khách sạn. Còn cảnh cáo Di Răng, nếu như còn tiếp tục đòi con nữa, nhất định sẽ khiến cho cô chú của Di Răng chịu liên lụy cùng. Bởi vì công ty mà chú Di Răng đang làm việc cũng thuộc công ty của ông ta, ngay cả nhà cung cấp mỹ phẩm cho cửa hàng của người cô Di Răng cũng là đối tác hợp tác của ông ta. Thậm chí người đứng đầu đơn vị nơi con trai của người cô đang làm việc cũng là bạn thân của chủ tịch. Dưới sự đe dọa của ông chủ tịch, Di Răng thấy lạnh cả sống lưng. Bởi vì cô không muốn cả nhà cô chú vì mình mà chịu nhiều liên lụy, Di Răng chịu đủ mọi áp lực chỉ có thể lựa chọn chịu thua trước quyền lực của ông chủ tịch. Sau đó, mẹ đẻ Di Răng còn đem đến cho cô số tiền an ủi mà gia đình tài phiệt gửi. Di Răng mất kiểm soát cảm xúc, trực tiếp đuổi người mẹ ruột đi, còn tức giận lớn tiếng nói với bà, sau này không muốn nhận người mẹ như bà nữa. Người cô nhìn thấy Di Răng cả ngày đắm chìm trong nỗi đau nhớ nhung con trai, sợ cô sẽ bị trầm cảm. Vậy nên mỗi sáng thức dậy, người cô đều trang điểm xinh đẹp cho cô. Cô đưa Di Răng tới cửa hàng mỹ phẩm của mình làm việc, hy vọng như vậy có thể giảm bớt phần nào nỗi nhớ con của cô. Ngày hôm sau, có một vị khách đặc biệt đã tới cửa hàng, là người con thứ hai của gia đình tài phiệt, Tae Jong. Mặc dù có thân phận giàu có, nhưng từ trước nay anh ta chưa từng dùng tới bất kỳ sự trợ giúp nào của gia đình. Bây giờ anh ở thành phố này và mở một công ty,
Anh nói công ty đang cần gấp một họa sĩ có tài năng làm việc part-time. Người cô nghe thấy xong liền giới thiệu cho anh cô cháu gái Di Răng của mình. Người cô đem những tác phẩm đã đoạt giải của Di Răng cho anh ta xem. Tae Jong xem xong cực kỳ hài lòng, anh nhờ người cô giúp anh liên lạc với Di Răng. Ngày hôm sau, Di Răng theo lời giới thiệu của người cô tới gặp Tae Jong, cũng đồng ý vào làm ở công ty của anh. Hai người bọn họ có cùng chủ đề nói chuyện, thời gian gặp mặt nhau cũng dần dần tăng lên. Ngay cả thời gian sau khi tan ca cũng thường xuyên nói không hết chuyện. Bà phu nhân chủ tịch vì mong muốn con trai sớm kết hôn, nên đã lựa chọn đủ các thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt giàu có cho anh. Nhưng Tae Jong nói mình đã có người trong lòng rồi, nên đã từ chối thẳng các cuộc xem mắt mà bố mẹ sắp xếp cho anh. Dần dần, Di Răng và Tae Jong cũng từ từ phát triển lên đến mối quan hệ yêu đương. Chớp mắt mà 5 năm đã trôi qua. Dưới sự giới thiệu của một người bạn cùng lớp, Di Răng tới một trường mầm non làm giáo viên. Vào lúc đang ăn hoa quả cùng với học sinh, Di Răng phát hiện ra một cậu bé đặc biệt thích ăn đào. Chuyện này làm Di Răng liên tưởng đến bộ dạng ăn đào lúc đang mang thai của cô. Mà cậu bé này cũng cực kỳ thích cô giáo Di Răng này. Cậu nhận thấy mùi thơm của cô giáo làm cậu cảm thấy cực kỳ thoải mái. Nhưng Di Răng lại không để ý đến chuyện này. Cô nghĩ rằng cậu bé chỉ là đơn thuần muốn dỗ cô vui mà thôi. Mãi đến khi người ông của cậu bé tự mình tới trường đón cậu bé tan học, Di Răng nhìn thấy ông lão trước mặt thì bỗng chốc đơ người. Cô gái mang thai mấy tháng trời, sinh ra một đứa bé không hề có quan hệ máu mủ gì với mình. Vốn dĩ việc Di Răng mang thai hộ, sau đó sinh ra Dung Gu chẳng qua chỉ là một thỏa thuận mà thôi. Nhưng trong lòng của Di Răng không thể buông bỏ được, cô sớm đã xem Dung Gu như con ruột của mình. Và bây giờ, cô đã chuẩn bị để buông bỏ chấp niệm này xuống rồi. Lúc này, Kyung Shin nhìn thấy người mẹ mang thai hộ này ở trường học. Cô ta hiểu lầm rằng mục đích mà Di Răng tới trường mẫu giáo này là vì để tiếp cận Dung Gu. Kyung Shin trong lúc tức giận đã cho Di Răng một bạt tai. Cô ta sợ Di Răng xuất hiện là để mang con của cô ta đi. Nhưng Di Răng lại nói mãi đến tận sau này, cô mới phát hiện ra thằng bé là Dung Gu. Hơn nữa, cô cũng không hề có suy nghĩ sẽ mang đứa bé đi. Bởi vì cô nhận ra thằng bé sống trong gia đình giàu có cực kỳ hạnh phúc. Người làm mẹ như cô chỉ là muốn ở bên cạnh con trai nhiều một chút mà thôi. Kyung Shin bây giờ căn bản không hề tin tưởng những lời nói đó. Cô ta cảnh cáo Di Răng sau này không được đến thăm con trai của mình nữa. Người chồng biết chuyện xong cũng tới trường học để chỉ trích Di Răng, còn yêu cầu cô phải thôi việc ở trường, nếu không anh ta sẽ gửi con trai tới ngôi trường khác. Di Răng vì để con trai có thể an tâm ở lại đây học hành, cô mới lựa chọn chủ động rời khỏi ngôi trường này. Cô buồn bã cùng với chú tới một quán ăn để uống rượu. Sau khi uống say, Di Răng chủ động gọi điện thoại cho Tae Jong. Đến khi Tae Jong tới nơi, Di Răng say bí tỉ đã trực tiếp tỏ tình với anh ta. Chuyện này làm cho Tae Jong càng nghiêm túc hơn trong mối quan hệ yêu đương của hai người. Ngày hôm sau, Tae Jong tới cửa hàng của người cô, nhìn thấy Di Răng không tới trường làm việc. Lúc này anh mới biết Di Răng đã bị trường học đuổi việc. Tae Jong nghe xong thì cực kỳ vui mừng, bởi vì từ lâu anh đã muốn để Di Răng tới công ty của anh làm việc chính thức. Dưới sự thúc đẩy của người cô, Di Răng đã đồng ý tới công ty của Tae Jong làm việc. Hai người cũng hoàn toàn xác định mối quan hệ yêu đương với nhau. Hôm sau, Tae Jong gọi một cuộc điện thoại. Hóa ra là người bạn đang chuẩn bị đưa cháu trai của anh tới chỗ anh chơi. Mà cháu của anh lại là Dung Gu, là con của anh trai. Người bạn gọi điện thoại tới cũng chính là viện trưởng bệnh viện, nơi mà Di Răng mang thai hộ. Di Răng xuống tầng mua một ít đồ thì lại đụng phải Tae Jong, nên đã tiện đường đi xuống cùng với Tae Jong. Bong Gil ở trong xe vừa nhìn đã nhận ra thân phận của Di Răng, mà cô cũng phát hiện ra quan hệ của Di Răng với Tae Jong không bình thường. Vậy nên, hôm sau cô ta đã lén hẹn gặp mặt Di Răng, Bong Gil trực tiếp giới thiệu mình là bạn của Tae Jong, hơn nữa còn cảnh cáo Di Răng đừng có ảo tưởng ôm giấc mộng lấy được Tae Jong. Cô ta hy vọng Di Răng có thể sáng suốt một chút, chủ động rời đi. Mặc dù Di Răng không nỡ đánh mất đi đoạn tình cảm này, nhưng cô cũng không muốn lừa dối anh. Vậy nên cô đã nói thẳng với Tae Jong, mình đã từng sinh con hộ người khác. Nhưng cô không nói ra tên của vợ chồng tài phiệt kia. Trong lòng Tae Jong mặc dù rất khó chấp nhận sự thật tàn khốc như này, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, anh vẫn cảm thấy Di Răng là một người con gái rất lương thiện. Anh cảm thấy ban đầu Di Răng làm như vậy chắc là phải có nguyên nhân. Vậy nên anh nói mình sẽ không để ý đến quá khứ trước đây của Di Răng. Lời nói trìu mến và bao dung của Tae Jong làm Di Răng rất cảm động. Người cô biết chuyện, cũng cổ vũ Di Răng nên hoàn toàn quên đi chuyện đã xảy ra trong quá khứ, bắt đầu lại một cuộc sống tươi đẹp hơn. Vậy nên Di Răng quyết định sẽ quên hết quá khứ, bắt đầu cuộc sống mới. Tuy nhiên, đến tối, khi hai người bọn họ đang nói chuyện điện thoại, Tae Jong đem tấm ảnh chụp chung của anh với cháu trai gửi cho Di Răng xem. Lúc Di Răng xem bức ảnh xong thì cực kỳ bất ngờ. Cô không dám tin thân phận của Tae Jong lại chính là đứa con thứ hai của ông chủ tịch. Cô gái kinh ngạc nhìn bức ảnh mà bạn trai gửi tới. Hóa ra cậu con trai nhỏ trong bức ảnh lại chính là đứa con mà cô đã mang thai hộ rồi sinh ra 5 năm trước. Vậy thì thân phận của Tae Jong cũng chính là em trai ruột của Hee Jun. Di Răng không ngờ người đàn ông mà cô yêu sâu đậm lại chính là cậu con trai thứ hai của gia đình tài phiệt mà cô ghét nhất. Người cô biết được cũng cực kỳ đau lòng. Vốn dĩ cô còn nghĩ rằng cô cháu gái lần này cuối cùng cũng tìm được bến đỗ rồi, nhưng không ngờ lại gặp phải gia đình đáng ghét này. Di Răng không có cách nào đối mặt với chuyện này, lại một lần nữa lựa chọn thôi việc, hơn nữa còn đề nghị chia tay với Tae Jong. Tae Jong cực kỳ khó hiểu. Anh ta không hiểu tại sao Di Răng lại thay đổi suy nghĩ. Nhưng Tae Jong không định vì thế mà buông tay.
anh trực tiếp xé bỏ đơn xin từ chức của Di Răng, sau đó tới nhà của người cô tìm Di Răng, tuyên bố nếu như không nhìn thấy Di Răng thì anh ta sẽ đứng lì ở ngoài chờ. Vì để Tae Jong hoàn toàn buông tha cho mình, Di Răng bất lực chỉ có thể nói toàn bộ chân tướng sự việc cho Tae Jong biết. Nói cô chính là người phụ nữ đã sinh ra Jung Ho-o. Hơn nữa, ban đầu vì để giành lấy con trai, đã tranh giành với gia đình bọn họ cực kỳ gay gắt. Bởi vì trong lòng Di Răng hiểu rất rõ, bố mẹ của Tae Jong không thể nào chấp nhận người như cô về làm dâu. Vậy nên chuyện của hai người chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp, không cần phải tiếp tục quấy rầy nhau nữa. Tae Jong biết được chân tướng, cũng rất khó tin người nhà mình lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Anh tức giận nhìn khuôn mặt đạo đức giả của tất cả mọi người trong nhà, càng không thể ngờ tới người anh trai mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ, lại là một kẻ qua cầu rút ván. Còn người bố vì để thỏa mãn ước nguyện có thể bế cháu của mình, mà lợi dụng đủ mọi thủ đoạn đối phó với một người phụ nữ yếu đuối. Cả nhà tài phiệt bị mắng tới mờ mịt đầu óc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngày hôm sau, bên hợp tác với công ty của Tae Jong, chỉ đích danh yêu cầu Di Răng phải là người thiết kế. Chuyện này khiến Tae Jong không thể không tìm tới Di Răng một lần nữa. Nhưng Di Răng lại không muốn có dính líu gì với gia đình anh nữa, nên đã từ chối lời mời của anh. Bởi vì sự vắng mặt của Di Răng đã khiến công sức của rất nhiều đồng nghiệp đều trở nên vô ích, hơn nữa công ty còn phải đối mặt với số tiền bồi thường hợp đồng rất lớn. Vậy nên tất cả nhân viên cùng nhau tới tìm Di Răng, hy vọng cô có thể quay về công ty cùng hoàn thành nhiệm vụ này với bọn họ. Chuyện này khiến cho Di Răng rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô không ngờ bản thân lại mang đến cho mọi người mất mát lớn tới như vậy. Vì vậy ngày hôm sau, Di Răng quyết định quay lại công ty hoàn thành nhiệm vụ lần này. Tae Jong cũng vì chuyện này mà cảm thấy cực kỳ vui mừng. Nhưng không ngờ tin tức này rất nhanh đã truyền tới tai của chủ tịch. Ngài chủ tịch cảnh cáo con trai nhất định phải đuổi người phụ nữ tên Di Răng đó đi. Hơn nữa tất cả mọi người trong nhà cũng đều chỉ trích Di Răng. Nhưng Tae Jong lại kiên quyết giữ Di Răng lại. Anh không hiểu tại sao người khác liều mạng sinh con thay cho bọn họ, mà bọn họ không những không có chút biết ơn nào, mà còn đối xử với người ta như kẻ thù. Kyung Shin lên tiếng nói, Di Răng xuất hiện chính là vì để đòi lại đứa con. Lời nói này làm Tae Jong cảm thấy rất nực cười. Bởi vì lúc đầu, nếu như đứa trẻ sinh ra thật sự bị thiểu năng, vậy thì liệu bọn họ có lựa chọn giành đứa trẻ quay lại không? Lời của cậu con trai làm cho chủ tịch tức tới phì khói. Ông ta tuyệt đối sẽ không cho phép con trai tiếp tục qua lại với Di Răng nữa. Ngày hôm sau, chủ tịch sai thư ký đi điều tra, mới biết được đối tác của công ty Tae Jong đã chỉ đích danh Di Răng thiết kế phương án. Nếu như hợp đồng bị phá vỡ thì phải đền bù 20 tỷ, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển của công ty. Ông ta vốn dĩ muốn dùng tiền để giải quyết việc này, nhưng khi nghe xong số tiền lớn như vậy thì cũng không còn nói được lời nào. Bà phu nhân thì từ trước tới nay vẫn không tin, một người phụ nữ bình thường như Di Răng lại có khả năng tuyệt vời như vậy. Vậy nên bà ta liền tới tìm Di Răng, bảo cô lập tức rời khỏi công ty. Tuy nhiên, Di Răng bây giờ sẽ không tùy tiện để bọn họ sai khiến. Cô nói, sau khi cô hoàn thành xong nhiệm vụ lần này sẽ chủ động rời đi. Bà phu nhân tức giận, muốn bảo chủ tịch giúp Tae Jong trả tiền bồi thường cho hợp đồng lần này. Bà nghĩ tiền của tôi từ trên trời rơi xuống à? Cô gái phát hiện mình chính là người mẹ mang thai hộ cho anh trai của bạn trai. Cô không muốn mình phải dính vào rắc rối với gia đình nhà tài phiệt này nữa. Vì để có thể hoàn toàn cắt đứt với người bạn trai Tae Jong, Di Răng quyết định sẽ nộp đơn xin việc vào một công ty mỹ phẩm ở Pháp, bắt đầu lại một cuộc sống mới. Tuy nhiên đúng vào lúc này, cô lại nhận được điện thoại của mẹ gọi tới. Hóa ra là người anh trai đã tiêu phung phí hết tiền, lại còn nợ thêm 500 triệu won, bây giờ lại vẫn còn một khoản nợ khổng lồ ở nước ngoài chưa trả. Bà mẹ không nỡ nhìn con trai khổ sở như vậy, nên muốn thương lượng với con gái, đem số tiền bồi thường mà trước đây chủ tịch đưa cho cô, để trả nợ cho anh trai. Di Răng lương thiện chỉ có thể đồng ý yêu cầu của mẹ, sau đó anh trai cầm lấy số tiền 1 tỷ won của em gái đi trả nợ. Nhưng chủ nợ lại nói anh ta vẫn còn thiếu 100 triệu won nữa chưa trả, và còn đe dọa anh ta phải trả hết toàn bộ số tiền trong vòng 1 tháng. Người anh trai vắt óc suy nghĩ, cũng không nghĩ ra phải đi đâu mới có thể kiếm được 100 triệu won đó. Cuối cùng anh ta lại nghĩ tới cô con dâu nhà giàu Kyung Shin kia. Hóa ra trước kia người anh trai này đã giúp em gái mình đi tìm thủ phạm gây ra tai nạn xe năm ấy rồi bỏ trốn. Sau khi nghe ngóng khắp nơi thì biết được tên thủ phạm đó lại chính là Kyung Shin. Vì để có được chứng cứ có lợi, Kang Sung Nam đã lắp máy nghe lén vào xe của Kyung Shin. Vô tình anh đã nghe được Kyung Shin đang tìm người mang thai hộ. Kang Sung Nam biết nhà tài phiệt vừa có tiền vừa có thế, chắc chắn bọn họ đã dùng tiền để che đậy vụ tai nạn xe của em gái anh. Sợ rằng muốn lật lại bản án là chuyện không hề đơn giản. Và lúc này anh lại bất chợt nghĩ đến việc để em gái mang thai hộ cho bọn họ. Ít nhiều gì cũng sẽ có được 500 triệu tiền thù lao. Cũng chính vì vậy nên sau này mới có chuyện em gái Di Răng của anh đi mang thai hộ. Vì muốn có thêm 100 triệu từ tay Kyung Shin nên Kang Sung Nam gọi điện cho cô Kyung Shin. Sau khi nghe Kang Sung Nam nhắc lại chuyện tai nạn giao thông 5 năm trước, Kyung Shin lo lắng vô cùng. Về đến nhà, cô lập tức nói cho ông xã biết chuyện này. Cũng chính ông xã là người đã giúp cô ta che đậy chuyện năm đó lại. Khi đã biết chuyện, Hee Jun an ủi bà xã, bảo cô ta đừng lo lắng. Sau đó, Hee Jun đã một mình đi gặp người đàn ông đã gọi điện cho vợ mình. Khi gặp mặt, Kang Sung Nam nói rằng anh ta đã nắm trong tay đủ bằng chứng có lợi và muốn dựa vào chuyện này để đòi thêm 100 triệu từ tay Hee Jun. Hee Jun nghe anh ta nói vậy thì không nhịn được mà bật cười. Anh không muốn tiếp tục chịu đựng trò đùa của tên đàn ông này nữa, nhưng câu tiếp theo của Kang Sung Nam lại khiến anh vô cùng kinh ngạc.
Lúc này anh mới biết được người bị hại trong vụ tai nạn năm đó lại chính là Ji Zhang. Hee-jun vội chạy về nhà nói cho vợ biết chuyện, bởi đến anh cũng không thể tin được chuyện này. Vụ tai nạn năm đó không chỉ hại chết ông xã của Ji Zhang mà còn hại chết đứa con trong bụng cô ấy. Kyung-sin sau khi biết chuyện thì kinh ngạc đến bật khóc. Cuối cùng, cô đề nghị ông xã hãy đem tiền đến bịt miệng anh trai của Ji Zhang, nhưng Hee-jun lại cho rằng nếu như đưa tiền cho anh ta thì chẳng khác nào đang tự thừa nhận mình là người có tội cả. Do đó, Hee-jun cho người âm thầm đến bắt Kang Sung Nam đi. Mấy tên xã hội đen trực tiếp đánh cho Kang Sung Nam một trận như tử, đồng thời cũng cảnh cáo anh ta, nếu còn dám làm loạn, bọn họ nhất định sẽ tiễn anh ta lên trời. Cùng lúc này, Ji Zhang đang ở bên Tái Dòng triền miên cả đêm. Ngày hôm sau, cô chuẩn bị lên máy bay bay về Hàn Quốc để bắt đầu làm lại cuộc đời của mình. Thế nhưng, đúng lúc này, Ji Zhang lại nhận được cuộc gọi của anh trai. Anh trai cô đã nói cho cô biết tất cả chân tướng sự việc tai nạn năm đó của chồng cô. Hung thủ bỏ trốn hại chết ông xã cô năm đó chính là con dâu nhà tài phiệt Choi Kyung Sin. Người phụ nữ này đã mang thai 8 tháng, cô đang vui vẻ cùng chồng đi kiểm tra định kỳ. Không ngờ lúc này trước mặt lại xuất hiện một chiếc xe hơi bị mất lái. Chiếc xe đó trực tiếp đâm vào xe của vợ chồng cô, khiến xe của hai người lao xuống vách núi. Người phụ nữ gây tai nạn thấy không còn sự lựa chọn nào khác nên đã lái xe bỏ trốn. Cũng chính vì vậy mà khiến cho ông xã của Ji Zhang chết ngay tại chỗ. Còn Ji Zhang, tuy cô may mắn thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng đứa con trong bụng đã rời khỏi cô mãi mãi. Sau khi gây ra tai nạn, Kyung Sin trở về nhà và nói cho chồng biết chuyện. Sau đó Hee-jun đã dùng thế lực của nhà tài phiệt để che đậy chuyện này lại. Mãi đến nhiều năm sau Ji Zhang mới biết được chân tướng vụ tai nạn năm đó. Cô quyết định sẽ hủy chuyến đi đến Pháp để ở lại tìm chứng cứ. Anh trai cô cũng nói cho cô biết, anh đã điều tra Kyung Sin nhưng lúc đó, khi biết nhà bọn họ vừa có tiền, vừa có thế nên cũng không tiếp tục đào sâu chuyện này nữa. Nên anh ta mới nghĩ đến chuyện dùng việc Ji Zhang mang thai hộ để kiếm chút tiền bồi thường từ bọn họ. Ji Zhang không ngờ rằng bản thân cô lại đi mang thai hộ cho gia đình của kẻ thù. Nghĩ đến đây, cô không thể kìm chế được cơn phẫn nộ bên trong mình nữa. Sau đó, cô đến đồn cảnh sát và yêu cầu được xem CCTV của năm đó. Nhưng tên cảnh sát lại nói rằng chuyện này đã qua 6 năm rồi, nếu muốn xem thì chỉ có thể xin tái điều tra vụ án, hơn nữa còn phải đợi nửa năm nữa mới có thể lập án. Kang Sung Nam nhân lúc này bảo cô từ bỏ chuyện điều tra đi và hòa giải với bọn họ rồi nhận lấy một khoản tiền bồi thường khổng lồ. Nhưng Ji Zhang không thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy được, bởi vì cô khó mà có thể nuốt trôi cơn hận này. Cuộc sống tươi đẹp của cô đã bị bọn họ hủy hoại mà tới cuối cùng, cô còn cố bảo vệ đứa con của bọn họ. Ji Zhang hạ quyết tâm, lần này nhất định sẽ khiến Kyung Sin phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Sau khi trang điểm xong, Ji Zhang đi đến nhà Tae Jong. Tâm trạng Tae Jong đang vô cùng tệ nhưng khi nhìn thấy Ji Zhang thì lập tức vui mừng khôn xiết. Anh vội lao đến ôm chặt Ji Zhang vào lòng. Ji Zhang nói rằng cô đã từ bỏ ý định ra nước ngoài, không chỉ vì không nỡ rời xa anh, mà còn vì cô phải lấy lại thứ thuộc về mình. Cô đồng ý sau này sẽ mãi mãi ở bên Tae Jong. Sau khi biết Ji Zhang không ra nước ngoài nữa, Kyung Sin vội vàng đi tìm ông xã để thương lượng đối sách. Lão chủ tịch sau khi biết được chuyện này thì lập tức nổi trận lôi đình. Ông ta sợ rằng hình tượng của công ty phải chịu ảnh hưởng to lớn do chuyện này. Bà mẹ chồng biết chuyện còn tức giận hơn. Vốn dĩ bà ta cho rằng con trai mình cuối cùng cũng đã buông bỏ được người phụ nữ Ji Zhang này rồi, nhưng không ngờ Ji Zhang vì chuyện này lại quay về bên Tae Jong. Bà ta cảnh cáo Kyung Sin, nếu cô ta không nhanh chóng tìm cách tách Ji Zhang ra khỏi Tae Jong thì bà ta sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà. Sau đó, phu nhân gọi điện cho Tae Jong, bà ta nói cho anh biết tất cả ân oán của gia đình anh với Ji Zhang. 6 năm trước, chị dâu của anh đã hại chết ông xã của Ji Zhang, thế nên bây giờ Ji Zhang đến bên anh, mục đích chắc chắn là để báo thù. Bà ta bảo con trai hãy mau mau vứt cái mối nguy hại này đi. Nhưng Tae Jong không hề coi Ji Zhang là một mối nguy hại, anh cho rằng người phụ nữ đáng thương này thực sự đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Sau đó, Tae Jong đến tìm Ji Zhang và hỏi cô tại sao lại không nói cho anh biết chuyện này. Ji Zhang nói rằng cô thực sự không nỡ nhẫn tâm để anh biết chuyện này. Bởi vì dù sao Tae Jong với Kyung Sin cũng là người một nhà với nhau nên anh bị kẹt vào giữa như vậy, chắc chắn rất khó chịu. Tae Jong cũng nhân đây thể hiện thái độ của mình, anh nói rằng lần này nhất định sẽ bảo vệ người phụ nữ mình yêu thật tốt. Sau đó hai người cùng nhau đến tìm vị cảnh sát phụ trách vụ tai nạn năm đó để điều tra lại thông tin về chiếc xe gây tai nạn. Nhưng vị cảnh sát hoàn toàn không muốn để ý đến hai người và nói nếu muốn tái điều tra vụ án thì nhất định phải có được chứng cứ mới. Cùng dựa vào mối quan hệ của mình, Tae Jong đã tìm được vị đội trưởng đội cảnh sát phụ trách vụ án năm đó. Với tấm lòng nhân hậu, ông ấy cũng muốn đứng ra tìm ra chân tướng sự việc và sẽ đưa toàn bộ chứng cứ ông có được cho phía cảnh sát xử lý. 6 năm trước, cô con dâu nhà tài phiệt này đã đâm chết ông xã của Ji Zhang. Chồng cô ta sau khi biết chuyện đã tìm cách che đậy cho cô ta. Không ngờ 6 năm sau, Ji Zhang đã tìm được chứng cứ và xin lật lại bản án. Lão chủ tịch biết được chuyện này, cuối cùng cũng không thể ngồi yên được nữa. Ông ta vội vàng gọi con trai và con dâu đến. Ông nói nếu như để phía cảnh sát điều tra ra con dâu chính là kẻ bỏ trốn năm đó, nhất định sẽ ảnh hưởng đến công ty và vấn đề thừa kế của con trai. Vì vậy, ông ta yêu cầu con dâu đến cầu xin sự tha thứ của Ji Zhang, dù phải dùng cách gì đi chăng nữa cũng phải khiến cô ta rút lại đơn tố tụng này. Kể cả có phải quỳ xuống cũng phải quỳ.
Hee-jun không nhẫn tâm để bà xã phải chịu sự tủi nhục như vậy, nên đã một mình đi tìm em trai Tae-jong của mình. Anh ta muốn em trai nể mặt người nhà mà đi xin Ji-jang tha thứ cho gia đình. Nhưng Tae-jong lại nói Ji-jang đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi, thế nên bây giờ anh hoàn toàn không có mặt mũi nào thay bọn họ đi cầu xin cô cả. Lúc này, Hyung-sin cũng chủ động đến gặp mặt Ji-jang, thế nhưng cô ta không hề hạ thấp mặt mũi xuống thể hiện ý tốt với đối phương. Hơn nữa, cô ta còn rất hùng hồn nói rằng năm đó cô ta lái xe hoàn toàn bình thường, là ông xã của cô tự mình mắc sai lầm rồi lao vào cô ta, nên dù hai người có đưa chuyện này ra tòa thì cô ta cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào cả. Nghe xong, Ji-jang càng thêm phẫn nộ, cô thề rằng lần này nhất định sẽ bắt Hyung-sin phải trả giá vì tội lỗi của mình. Lão chủ tịch biết được Ji-jang đã có người làm chứng và hiện đang làm thủ tục pháp lý đưa con dâu ông ta ra tòa thì phẫn nộ, gọi con dâu đến phòng làm việc. Ông không ngờ con dâu không hề xin lỗi đối phương, ngược lại còn để đối phương tìm ra người làm chứng rồi tố mình ra tòa. Còn Hyung-sin lại nói dối là vì không muốn khiến công ty và ông xã phải chịu ảnh hưởng gì, cho nên mới kiên quyết không thừa nhận bản thân là kẻ bỏ trốn. Cô ta hy vọng bố chồng có thể tìm cách giúp cô ta rửa sạch tội danh này. Lão chủ tịch cũng chưa từng gặp được người phụ nữ nào mặt dày đến vậy. Ông nói ông sẽ không bao giờ quan tâm đến an nguy của đứa con dâu ác độc này. Thứ ông quan tâm bây giờ là tiền đồ sau này của con trai mình. Nếu như cô ta thực sự muốn cá chết lưới rách với Ji-jang, thì ông chỉ mong cô ta hãy làm đơn ly hôn với con trai mình mà thôi. Dù sao vụ tai nạn đó cũng là do một mình cô gây ra, bây giờ một mình cô đi tìm cách mà giải quyết đi. Đối mặt với sự máu lạnh vô tình của bố chồng, Hyung-sin cũng không hề chịu khuất phục. Cô ta nói rằng nếu như cô ta bị đuổi ra khỏi cửa nhà hào môn, thì cô ta sẽ đến đồn cảnh sát để tự thú, bao gồm cả việc ông xã cô ta giúp cô ta che đậy chuyện xấu như thế nào. Điều này đã hoàn toàn khiến lão chủ tịch phát điên lên. Ông trực tiếp dùng lời lẽ ác độc cảnh cáo Hyung-sin, nếu như cô ta thực sự có ý định này thì ông nhất định sẽ khiến cho cô ta phải hối hận đến cuối đời. Đến cuối cùng thì trứng vẫn không thể chọi được đá. Ngày hôm sau, Hyung-sin vẫn ngoan ngoãn đến trước mặt bố chồng nhận lỗi và nói rằng cô nhất định sẽ nỗ lực đi cầu xin sự tha thứ của Ji-jang. Vào lần tiếp theo gặp mặt, Hyung-sin đã từ bỏ dáng vẻ cao ngạo và cầu xin Ji-jang tha thứ, nhưng Ji-jang không hề chấp nhận và cô còn khuyên Hyung-sin hãy sớm đi tự thú đi. Hyung-sin định quỳ xuống cầu xin Ji-jang nhưng lại bị Ji-jang ngăn lại. Cô nói rằng nếu như đã phạm sai lầm thì phải chấp nhận chịu sự trừng phạt của pháp luật. Chỉ có như vậy thì người chồng đã khuất của cô mới có thể an nghỉ. Hyung-sin về đến nhà, nhìn thấy con trai đang chơi đùa vui vẻ trong phòng khách, đột nhiên nghĩ đến một cách. Ngày hôm sau, cô ta đưa con trai đến công ty của Tae-jong. Cô ta biết rằng hiện tại điểm yếu lớn nhất của Ji-jang chính là cậu con trai Jung-jo. Thế nên Hyung-sin đã nói với Ji-jang rằng nếu như Ji-jang muốn tống cô ta vào tù thì bà mẹ chồng nhất định sẽ tìm cho Jung-jo một người mẹ kế. Như vậy, chắc chắn Jung-jo sẽ bị mẹ kế hành hạ, ngược đãi. Liệu Ji-jang có vì thế mà thay đổi suy nghĩ của mình hay không đây? Cô con dâu nhà tài phiệt này đang bị phía cảnh sát điều tra. Đúng vào lúc cô ta định nói ra chuyện mình bỏ trốn khỏi vụ tai nạn giao thông 6 năm trước, thì Ji-jang đi đến đồn cảnh sát. Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn hủy bỏ vụ án này vì Jung-jo. Lúc này, Hyung-sin đắc ý bật cười, quả nhiên mình lại nắm được điểm yếu của Ji-jang một lần nữa. Hee-jun biết chuyện liền gọi điện cho em trai, nhờ anh chuyển lời cảm ơn đến Ji-jang. Nhưng Hyung-sin lại không hề nghĩ như vậy. Cô ta còn nói rằng sở dĩ Ji-jang lựa chọn hủy bỏ lần tố tụng này cũng chỉ vì muốn chuẩn bị cho mình một cái móng để sau này được gả cho Tae-jong mà thôi. Lúc này, Hee-jun cũng cảm thấy người phụ nữ trước mắt mình quả thực không thể hiểu nổi. Sau đó, Hyung-sin đến phòng của bố chồng để báo rằng mọi chuyện đã ổn thỏa hết rồi. Mặc dù ngoài mặt, bố chồng vẫn nở một nụ cười hài lòng, nhưng sau lần bị cô con dâu này đe dọa, trong lòng lão chủ tịch cũng đang tính kế làm sao để diệt trừ cô ta. Cùng lúc này, Tae-jong cũng bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình. Buổi tối, anh hẹn Ji-jang đến một khách sạn và trực tiếp đề nghị cô ký một hợp đồng lao động vĩnh viễn. Khi Ji-jang mở ra thì phát hiện bên trong lại là một tờ hợp đồng hôn nhân. Sau đó, Tae-jong lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trước và cầu hôn Ji-jang. Lúc này anh đã sẵn sàng bảo vệ cô cả một đời. Hành động này của Tae-jong đã khiến Ji-jang cảm thấy vô cùng cảm động. Ngày hôm sau, Tae-jong về nhà để xin ý kiến bố mẹ. Mẹ, anh thật sự không hiểu tại sao con trai lại nhìn trúng một người từng đi mang thai hộ, không chỉ nhân phẩm không tốt mà còn thường xuyên hút thuốc, uống rượu trong thời kỳ mang thai, vậy nên đứa trẻ mới được chẩn đoán là bị dị dạng. Tae-jong nghe lời mẹ nói thì cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Ban đầu, kết quả kiểm tra rõ ràng nói đứa trẻ bị mắc hội chứng Down, nguyên nhân là do khiếm khuyết gen di truyền. Chuyện này vốn không hề liên quan gì đến người mẹ mang thai hộ cả. Lúc này, biểu tình trên mặt Hyung-sin có chút khó coi. Bởi vì khi trước, cô ta sợ rằng mẹ chồng biết trứng của cô ta có vấn đề thì sẽ trách mắng, nên mới nói rằng là do Ji-jang mà đứa trẻ bị dị dạng. Chính bởi vậy đã lừa dối khiến cả nhà cho rằng, do lối sống, sinh hoạt của Ji-jang không ra gì. Trong cơn tức giận, Tae-jong quyết đến bệnh viện để tra rõ chân tướng sự việc năm xưa. Hyung-sin sợ Tae-jong sẽ vạch trần lời nói dối khi xưa, nên cô ta vội vàng trở về phòng gọi điện cho cô bạn thân Hee-jim. Cô ta cầu xin Hee-jim đừng nói cho mọi người biết chuyện đứa nhỏ mắc hội chứng Down, nếu như có người hỏi đến thì cứ nói chắc như đinh đóng cột là do vấn đề dị dạng. Ngày hôm sau, Tae-jong đến bệnh viện tìm Hee-jim, anh muốn xác nhận xem lúc đầu đứa trẻ này bị Down hay là bị dị tật. Đối mặt với sự chất vấn của Tae-jong, Hee-jim cũng lựa chọn không giấu giếm chuyện này nữa.
thì ra ban đầu đứa trẻ thật sự mắc hội chứng Down. Do Kyung Sin là sản phụ cao tuổi nên dẫn tới chứng đã qua thời kỳ ưu việt nhất. Vì vậy vấn đề của đứa trẻ không hề liên quan gì đến Ji Jung. Lúc đó Hee Jin giấu chuyện này cũng là vì Kyung Sin cầu xin cô. Tae Jong cũng không hề trách móc Hee Jin vì đã lừa gạt mọi người, anh chỉ cần biết Ji Jung trong sạch là đã đủ rồi. Sau khi lão chủ tịch tài phiệt biết được chân tướng, ông trực tiếp đem báo cáo xét nghiệm về nhà. Đến lúc này, Hee Jun mới biết được bà xã của mình là loại người giả dối xảo quyệt như vậy. Chủ tịch cũng nói, mặt mũi của ông đã bị cô ta làm mất hết rồi. Chỉ vì lời nói dối của cô ta, mà cả gia đình đã coi Ji Jung như một trò cười. Về đến phòng, thái độ của lão chủ tịch và phu nhân với Ji Jung cũng đã có sự thay đổi. Nếu như ban đầu con dâu cả không gây ra tai nạn, hại người ta tan nhà nát cửa, thì Ji Jung cũng không đến nỗi phải đi mang thai hộ con của người khác. Hơn nữa, khi đó cô còn cố hết sức để bảo vệ cháu trai Jung Jo của họ. Về tình về lý, rõ ràng bọn họ phải đi cảm ơn gia đình Ji Jung. Vì vậy hai người cho trợ lý đi điều tra về thân thế của Ji Jung. Rất nhanh sau đó, hai người đã biết được học lực, công việc của bố mẹ Ji Jung. Thì ra khi còn sống, bố của Ji Jung là nhân viên chính thức của nhà xuất bản. Nói như vậy, Ji Jung cũng được xem như con một nhà có học thức. Hơn nữa, Ji Jung cũng là sinh viên tốt nghiệp khoa thiết kế của một trường đại học danh giá. Sau này, sở dĩ phải đi làm người mang thai hộ, cũng là vì muốn trả hết số nợ mà tên anh trai bại hoại của gia đình gây ra. Lúc này, mẹ chồng càng không chấp nhận nổi đứa con dâu của nhà mình. Nói ra thì cả về học lực, lẫn bối cảnh gia đình của Ji Jung đều hơn Kyung Sin rất nhiều. Lúc này, Tae Jong gọi điện về cho mẹ, báo rằng cuối tuần này anh sẽ đưa Ji Jung về nhà ăn cơm. Mẹ anh cũng đồng ý ngay mà không ngần ngại gì. Sau đó bà còn nói tốt về con trai trước mặt lão chủ tịch. Hee Jun cũng không ngừng khuyên ông hãy chấp nhận Ji Jung. Lúc này, vẻ mặt của Kyung Sin vô cùng khó coi. Mặc dù chủ tịch không mở miệng nhưng cũng coi như âm thầm đồng ý rồi. Hôm sau, Tae Jong đưa Ji Jung về nhà anh. Hee Jun vội vàng ra tiếp đón Ji Jung. Jung Jo nhìn thấy cô giáo đến, cũng vô cùng nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Chỉ có mình Kyung Sin đen mặt đứng ở một bên, không chịu nói gì. Khi tất cả mọi người đều đã ngồi xuống, lão chủ tịch mới mở miệng nói, hy vọng Ji Jung có thể quên hết mọi ân oán trong quá khứ, như vậy mọi người mới có thể hòa thuận với nhau được. Những lời này của ngài chủ tịch cũng khiến Ji Jung cảm thấy được an ủi trong khoảnh khắc. Lúc này, Tae Jong đưa ra đề xuất để hai bên gia đình gặp nhau, rồi bàn bạc cụ thể về hôn lễ của hai người. Hôm sau, Ji Jung đưa cả gia đình đến gặp mặt nhà chồng tương lai. Đợi hai bên gia đình đều đã yên vị, chủ tịch lại là người mở đầu trước, mặc dù trước đây vì một số chuyện mà mọi người đều không được vui vẻ cho lắm. Nhưng vì hạnh phúc của con cái, ông vẫn hy vọng mọi người có thể quên đi quá khứ, để hai đứa nhỏ có thể cùng nhau xây dựng một mái ấm viên mãn. Mẹ của Ji Jung nói bà vô cùng thích thằng bé chính trực, thẳng thắn Tae Jong này. Cứ như vậy, hai gia đình kết thúc lần gặp mặt đầu tiên trong sự vui vẻ. Về đến nhà, mẹ Ji Jung đưa cho cô số tiền tiết kiệm bao năm nay của mình. Đây cũng chính là của hồi môn mà bà đã chuẩn bị cho con gái. Cô Ji Jung cũng rút tiền tiết kiệm rồi đưa cho Ji Jung mà chả nói một lời. Bà còn nói, mặc dù gia đình bọn họ không thể sánh với gia đình nhà tài phiệt, nhưng cũng không thể thiếu đi phần thành ý này được. Còn bà mẹ chồng tương lai của Ji Jung đang tụ họp với hội bạn thân. Các bà bạn thân bắt đầu khoe khoang khi xưa con dâu của họ đưa cho tận 50 triệu tiền sính lễ, thậm chí còn có người được cho nhiều hơn nữa. Bà mẹ chồng xưa nay vốn coi trọng sĩ diện, thì đột nhiên sợ hãi lúc con trai kết hôn, điều kiện gia đình của Ji Jung nhất định sẽ khiến cho nhà bà ta mất mặt. Về đến nhà, phu nhân gọi riêng Ji Jung đến để nói chuyện. Bà vào thẳng luôn vấn đề hỏi Ji Jung đã chuẩn bị bao nhiêu tiền sính lễ kết hôn. Lúc này hiển nhiên Ji Jung cũng có chút khó mở miệng, vì dù sao số tiền mẹ và người cô cho gộp lại cũng chẳng được bao nhiêu. Khi lão phu nhân mở miệng đòi 100 triệu, khoảnh khắc đó, Ji Jung hoàn toàn sững sờ. Bởi vì đối với gia đình cô thì con số này hoàn toàn là một con số trên trời. Mà lúc này, phu nhân cũng nhìn ra Ji Jung có điều khó nói. Bà trực tiếp lấy ra một tờ chi phiếu và nói với Ji Jung đây chính là 100 triệu. Chỉ cần ngày kết hôn, cô đưa lại số tiền này cho bà là được rồi. Và bà cũng nghiêm túc nhắc nhở cô đừng nói cho Kyung Sin biết chuyện này. Hành động này của mẹ chồng cũng đã khiến Ji Jung vô cùng cảm động. Xem ra lão phu nhân cũng không xấu xa như những gì cô tưởng tượng. Rất nhanh sau đó, hai người Tae Jong cùng Ji Jung cũng đã kết hôn. Hai người tay trong tay bước vào lễ đường. Hôm sau, Ji Jung đem theo của hồi môn cùng sính lễ đến tặng cho bố mẹ chồng. Mẹ chồng cố ý mở gói sính lễ của Ji Jung ra, rồi để cho lão chủ tịch lấy ra cho cả nhà cùng xem. Mọi người nhìn thấy Ji Jung đem tới 100 triệu thì đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, đến cả Tae Jong cũng vô cùng ngạc nhiên. Ji Jung lớn lên trong gia đình bình thường, sao lại có nhiều tiền như vậy được? Vì để cảm ơn tấm lòng của mẹ chồng, Ji Jung tặng cho bà một chiếc túi sách do cô tự thiết kế. Mẹ chồng nhìn thấy chiếc túi sách tinh xảo như vậy thì vô cùng vui vẻ. Đúng vào lúc cả nhà đang vui vẻ hòa hợp thì Kyung Sin lại tìm cách làm khó cô em dâu mới bước vào cửa nhà hào môn này. Cô ta đề nghị Ji Jung hãy tận hiếu với mẹ chồng bằng cách đảm nhiệm việc chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà trong một tuần. Nhưng mẹ chồng lại nói bà không hề truyền thống đến như vậy, bà nói thẳng con dâu không cần phải phức tạp hóa làm gì. Nhưng Ji Jung lương thiện lại vô cùng vui vẻ đồng ý việc chuẩn bị bữa sáng hàng ngày. Kyung Sin lại tiếp tục làm khó Ji Jung, cô ta bảo Ji Jung phải đến nhà trước 6 giờ sáng. Tae Jong thương vợ nên quay ra xin mẹ, nói rằng để Ji Jung chuẩn bị bữa sáng một ngày là được rồi. Mẹ chồng cũng đồng ý với lời đề nghị của con trai mình.
Nhưng vào lúc Taejong đang định đưa bà xã về, thì lại bị chị dâu cả Kyung Sin gọi lại. Sau đó, cô ta gọi Ji-jang vào trong bếp, cảnh cáo cô đừng ỷ vào có mẹ chồng chống lưng mà muốn làm gì thì làm. Đồng thời, cô ta bắt Ji-jang phải làm một bữa sáng tử tế cho cả nhà. Hơn nữa, không được nói ra là do cô ta bắt cô làm vậy. Ji-jang không muốn gây sự nên đành chấp nhận với sự sắp đặt của Kyung Sin. Ngày hôm sau, chị dâu cả cố tình cho người giúp việc trong nhà nghỉ hết, để một mình Ji-jang chuẩn bị cơm nước. Hơn nữa, cô ta còn bảo Ji-jang làm món cháo trắng mà mẹ chồng ghét nhất. Ji-jang không biết gì hết, chỉ biết nghe theo ý kiến của chị dâu. Đến bữa cơm, mẹ chồng nhìn thấy cháo trắng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, bởi vì nhà bọn họ không có thói quen ăn cháo vào buổi sáng. Dường như Ji-jang cũng cảm nhận được là Kyung Sin muốn làm cô bị xấu mặt. Ji-jang bất lực, chỉ đành nói rằng đây là cháo hải sản do cô nấu. Mẹ chồng nghe xong lại muốn thử xem mùi vị thế nào. Không ngờ sau khi nếm thử, quả thật hương vị rất ngon, giống y với mùi vị lúc nhỏ mà bọn họ được ăn. Bố chồng cũng không ngừng khen tay nghề của Ji-jang rất đỉnh. Lúc này, mặt mũi Kyung Sin ở phía kia đang vô cùng khó chịu. Vốn dĩ cô ta muốn Ji-jang phải xấu mặt trước nhà chồng, không ngờ lại để cô có cơ hội thể hiện một phen. Taejong biết tin công ty của anh trai đang cần một người mẫu mới, nên anh liền dẫn người mẫu Jenny tới công ty của anh. Không hiểu sao khi nhìn thấy Jenny, Kyung Sin lại có một cảm giác thân quen lạ thường. Taejong cũng cảm thấy khí chất của Jenny rất giống với chị dâu cả. Vào lúc mọi người cùng nhau ăn cơm, Kyung Sin lại phát hiện ra khẩu vị của cô và Jenny cũng vô cùng giống nhau. Khi ông xã cô ta hỏi bối cảnh gia đình của Jenny, mới biết được thì ra cô bé là một cô nhi, hiện đang ở tại nhà của cô Ji-jang. Kyung Sin đột nhiên cảm thấy vô cùng kỳ lạ, bởi vì cô ta luôn có cảm giác đã nhìn thấy Jenny ở đâu đó. Vì vậy, nhân lúc công ty chụp hình quảng cáo, Kyung Sin đặc biệt đến xem xét, đánh giá Jenny. Trong vô thức, cô ta lại nhớ về quá khứ 17 năm về trước. Khi đó cô ta tuổi nhỏ vô tư, chưa kết hôn đã có con, nên mẹ cô đã đem đứa bé đến cô nhi viện vì không muốn đứa bé này cản trở tương lai của cô ta. Kyung Sin vội vàng cho người đi điều tra thân thế của Jenny. Sau khi điều tra, cô ta phát hiện ngày sinh của Jenny và ngày đứa bé mà cô ta vứt bỏ trùng khớp nhau. Vì để xác minh nghi hoặc của bản thân, Kyung Sin giả vờ quan tâm, đi đến nhẹ nhàng vuốt ve rồi lén lấy một sợi tóc của Jenny. Sau đó cô ta đem tóc của Jenny đi làm xét nghiệm ADN. Rất nhanh sau đó, bệnh viện gửi kết quả xét nghiệm đến. Kyung Sin nhìn vào kết quả trên giấy xét nghiệm, lập tức sững người. Quả nhiên Jenny chính là đứa con mà cô ta nhẫn tâm vứt bỏ 17 năm trước. Mẹ chồng nằm mơ trong lúc hái ớt thì đột nhiên hái được một chiếc chìa khóa vàng. Mặc dù không biết giấc mơ này có ý nghĩa gì nhưng bà chắc chắn rằng sắp tới đây trong nhà sẽ có đại hỷ. Quả nhiên, buổi sáng, khi cả nhà đang cùng nhau ăn cơm, đột nhiên Ji-jang có cảm giác buồn nôn nên lập tức đứng dậy chạy vào WC. Lúc này, cả nhà còn cho rằng Ji-jang ăn nhầm phải thứ gì nên mới vậy. Taejong nói rằng hai người vẫn luôn ở cạnh nhau, trong quãng thời gian đó, cô không hề ăn thứ gì khác cả. Lúc này, dường như mẹ chồng hiểu ra điều gì đó, nên lập tức bảo Taejong đưa Ji-jang đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra, quả nhiên là Ji-jang đã có thai. Taejong biết mình sắp làm cha thì vui mừng khôn xiết. Vừa về đến nhà, Ji-jang đã bị mẹ chồng kéo vào trong phòng. Vì để thưởng cho Ji-jang vì đã mang thai cháu trai nhà mình, phu nhân trực tiếp tháo chiếc vòng cổ yêu thích rồi đưa cho cô. Chị dâu cả nhìn thấy cảnh này, đương nhiên trong lòng nảy sinh sự đố kỵ. Vào lúc Ji-jang định đi chuẩn bị bữa sáng thì bị mẹ chồng cản lại. Bà nói hiện tại cô đang có thai, không tiện nấu cơm nên đành phiền con dâu cả làm hộ công việc của cô một thời gian. Mặc dù Kyung Sin không hề tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi. Thế nhưng khi Kyung Sin đem đồ ăn ra, thì lại phát hiện cô con gái cô ta vứt bỏ 17 năm trước đột nhiên xuất hiện ở trong nhà. Thì ra là Ji-jang gọi Jenny đến chơi với cháu trai của mình, nhưng cả nhà không ngờ phản ứng của Kyung Sin lại dữ dội như vậy. Vào lúc cả nhà đang ngồi nói chuyện với nhau, bố chồng đột nhiên thấy Jenny rất giống với cô con dâu cả Kyung Sin nhà mình. Điều này khiến Kyung Sin cảm thấy vô cùng bất an. Kyung Sin biết, nếu như để bố mẹ chồng biết được thân thế của Jenny, nhất định cô ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Thế nên cô ta tìm đến ông xã, lấy lý do Jenny là cô nhi, bảo ông xã từ bỏ việc ký hợp đồng với Jenny. Hee-jun cảm thấy lý do của bà xã đưa ra vô cùng vô lý, tại sao lại có thể từ chối ký kết hợp đồng chỉ vì người ta là cô nhi được. Kyung Sin cảm thấy thân phận không rõ của Jenny căn bản không xứng với sản phẩm của bọn họ. Hee-jun càng ngày càng cảm thấy nội tâm Kyung Sin có vấn đề. Anh đã chịu đủ sự máu lạnh vô tình hết lần này đến lần khác của bà xã rồi. Hôm sau, nhân lúc Jenny đang chụp hình quảng cáo, Kyung Sin lẻn vào phòng trang điểm rồi lấy trộm điện thoại của cô bé đi. Cô ta muốn tìm thấy bí mật của Jenny giấu trong điện thoại. Sau đó cô ta phát hiện ra Jenny từng qua lại với đám người vô tích sự, vậy nên cô ta đem hết những thứ này cho Kang Sung Nam và bảo hắn ta tìm cách gây phiền phức cho Jenny. Quả nhiên, không lâu sau, những tin tức không hay về Jenny đã bị phát tán lên mạng xã hội, không chỉ công bố thân phận cô nhi của Jenny, mà còn bịa ra chuyện lúc trước cô từng trộm đồ. Kyung Sin biết thời cơ đã đến nên đến gặp bố chồng, cô ta yêu cầu gỡ bỏ toàn bộ số ảnh của Jenny tại công ty và lập tức đuổi thứ con gái có thân phận không sạch sẽ này ra khỏi công ty. Về đến nhà, Kyung Sin còn nói với mẹ chồng rằng sau này đừng để Jenny tới nhà tìm Jung Jo nữa, tránh để loại con gái hư đốn này làm hư hỏng Jung Jo.
Lúc này, Jenny chạy đến báo với Di rằng có lẽ có người đã lấy trộm điện thoại của cô, bởi vì những bức ảnh phát tán ở trên mạng đều chỉ có trong điện thoại cô mà thôi. Lúc này, em họ của Jenny cũng đột nhiên nhớ ra, vào 3 giờ ngày hôm trước, lúc cô đi qua phòng hóa trang của Jenny thì bắt gặp Kim Sin, cũng từ trong đó đi ra. Cô còn nghe thấy chuông điện thoại của Jenny vang ra từ túi sách của cô ta và em họ đã vô tình nhìn thấy điện thoại của Jenny trong tay Kim Sin. Và người gọi cho Jenny vào 3 giờ cũng chính là Di Răng. Dường như lúc này Jenny đã hiểu ra điều gì đó. Thực ra Jenny sớm đã biết Kim Sin chính là mẹ ruột của mình, chỉ là cô vẫn chưa muốn nói cho mẹ biết mà thôi. Cô định đợi đến khi mình có chút thành tựu, rồi mới nói cho mẹ biết thân thế của mình. Nhưng cô không thể nào ngờ được, mẹ ruột của mình lại coi cô như cái gai trong mắt. Jenny đau lòng, cô hứa sẽ không để Kim Sin được toại nguyện, cô sẽ ở bên bà ta, từ từ giày vò bà ta. Sau đó, Jenny gọi điện cho ông xã của Kim Sin, nói rằng cô có chuyện gấp cần gặp chú ta một lát. Không ngờ Kim Sin đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai người. Cô ta lo sợ Jenny sẽ nói cho ông xã biết thân thế của mình, nên đã nhanh chân đến thang máy chặn đường Jenny lại. Sau đó trực tiếp cho Jenny một cái bạt tai, và cảnh cáo cô bé đừng quên mình là ai và nói, từ khi sinh ra đến giờ đây là thất bại lớn nhất trong đời mình. Jenny không ngờ rằng mẹ mình vô tình đến như thế. Cô bé quyết định sẽ tự kết liễu cuộc đời mình, để cho mẹ mình sống trong ân hận suốt cuộc đời này. Trong lúc chán nản, cô ấy đã gọi điện thoại cho Di Răng và nói cho Di Răng biết người hủy hoại tương lai của mình chính là mẹ ruột của mình, mà người này lại chính là chị dâu của Di Răng, Kim Sin. Cô ấy cầu xin Di Răng có thể phơi bày tất cả sự thật và đuổi Kim Sin ra khỏi nhà chồng. Nói xong, Jenny vứt điện thoại xuống đất rồi lao vào dòng xe đang chạy. Sau khi Jenny bị tai nạn xe thì được Di Răng đưa vào bệnh viện, sau đó Di Răng gọi điện cho chị dâu Kim Sin, nói cho chị ấy biết Jenny đã bị tai nạn xe. Cô ấy hy vọng Kim Sin đến bệnh viện thăm Jenny. Nhưng đối mặt với chuyện sống chết của con gái ruột, trên mặt Kim Sin không có chút phản ứng nào. Di Răng nhìn Jenny nằm trên giường không tỉnh lại cảm thấy rất tức giận. Thế là cô ấy chạy đến công ty tìm Kim Sin, chỉ trích chị dâu là một người vô nhân đạo. Dù sao Jenny cũng là con gái ruột của Kim Sin, nhưng cô ta lại thờ ơ không quan tâm như thế. Tuy nhiên, Kim Sin lại nói mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái cũng không khác gì mối quan hệ giữa người với người bình thường. Nếu như sự tồn tại của con cái uy hiếp đến địa vị của mình, thì trong mắt cô ấy Jenny không phải con của mình. Thay vì thừa nhận số phận, không bằng đường ai nấy đi thì tốt hơn. Lời nói của Kim Sin đã kích động Di Răng. Di Răng nói nhất định sẽ công bố thân phận của Jenny cho cả nhà biết. Nhưng Kim Sin lại lấy Jung Ho ra uy hiếp cô ấy, nói nếu không muốn Jung Ho mất mẹ từ nhỏ, cô ấy có thể đi làm chuyện đó. Lúc này Di Răng cảm thấy bất lực và buồn bã, sau đó thì bỏ đi. Gia đình tài phiệt sau khi biết chuyện của Jenny cảm thấy cô bé thật đáng thương, lão chủ tịch cũng bảo nếu có thời gian sẽ đến bệnh viện thăm cô bé. Sau đó dưới sự sắp xếp của bố mẹ chồng, Kim Sin chỉ có thể đến bệnh viện. Biết được Jenny vẫn chưa tỉnh lại, Kim Sin lại bắt đầu diễn kịch trước mặt mọi người, thể hiện là mình vô cùng lo lắng cho Jenny, hy vọng cô bé sớm có thể tỉnh lại được. Di Răng đứng ở bên cạnh, cuối cùng cũng nhìn rõ được bộ mặt đạo đức giả của chị dâu là như thế nào. Kim Sin nghiêng người về phía Jenny thì cô bé bất ngờ tỉnh lại, sau đó nắm lấy tay Kim Sin. Di Răng cảm thấy rất đau lòng cho Jenny khi phải lấy cái chết ra để báo thù người mẹ độc ác. Cô ấy khuyên Jenny buông bỏ thù hận, sống tốt cuộc đời của mình. Nhưng Jenny sau khi tỉnh lại càng không muốn buông bỏ hận thù. Nếu như đã không chết được thì cô ấy sẽ hành hạ người mẹ độc ác này. Không ngờ rằng ngày hôm sau Kim Sin đến bệnh viện thăm Jenny. Ngồi bên giường bệnh, cô ấy nói khi đó còn quá trẻ, sau khi mang thai Jenny thì bị bố đứa bé bỏ rơi mà bản thân khi đó không có cách nào có thể nuôi dưỡng đứa bé, không còn sự lựa chọn nào khác, cô ấy đành bỏ rơi con mình. Nhưng Jenny đã sớm nhìn rõ những lời cô ấy nói, chẳng qua là cô ấy muốn Jenny biến mất khỏi cuộc đời cô ấy. Phản kháng của Jenny làm cho Kim Sin dần mất đi kiên nhẫn, cả hai tiếp tục duy trì mối quan hệ này cũng chẳng có lợi cho ai. Nhưng Jenny lại không nghĩ như vậy, cô bé bất chấp sự phản đối của Kim Sin, mở miệng ra là gọi cô ấy bằng mẹ. Mẹ, mẹ, mẹ. Điều này khiến cho Kim Sin đứng ngồi không yên, giận dữ đứng bật lên yêu cầu Jenny im miệng. Nhưng Jenny lại nói vốn dĩ mình chính là con gái của Kim Sin, cho nên gọi cô ấy là mẹ không có điều gì sai trái. Sau đó Jenny nằm trên giường bệnh bắt đầu la hét, Kim Sin thấy tình hình trở thành như thế thì vội vã rời đi. Khi Jenny xuất viện, cô bé lại bắt đầu nghĩ đến Kim Sin. Kim Sin càng không muốn gặp cô bé, thì cô bé lại càng muốn xuất hiện trước mặt Kim Sin. Thế là cô bé gọi điện thoại hẹn chồng của Kim Sin đi ăn cơm, nói rằng muốn cảm ơn bọn họ đã đến bệnh viện thăm mình. Ai thế? Là Jenny. Nó xuất viện rồi, hẹn chúng ta mai đi ăn cơm. Cái gì? Đợi mọi người đến nhà hàng, Jenny bắt đầu thể hiện sự thân mật với Kim Sin và nói cũng muốn có một người mẹ giống như Kim Sin. Mỗi lời của Jenny đều làm cho Kim Sin tim đập thình thịch. Sau đó Jenny đến nhà Kim Sin, làm khách và chơi một cách vui vẻ với con trai của Kim Sin, còn dẫn Jung Ho ra ngoài sân cùng nhau chơi đùa. Đến khi Kim Sin chạy ra sân tìm thì không thấy Jung Ho và Jenny đâu cả. Thấy thế Kim Sin bị dọa cho hoảng loạn, đợi đến khi cô ấy chạy ra ngoài tìm kiếm thì thấy Jenny dẫn con trai đi mua kem đang quay về. Kim Sin lúc này vô cùng tức giận xô Jenny ngã xuống đất. Đi, rời khỏi đây ngay lập tức cho tôi. Lúc này Di Răng cũng không để yên nữa, cô ấy uy hiếp Kim Sin, nếu như còn làm tổn thương đến Jenny thì cô ấy ngay lập tức sẽ đem Jung Ho,
rời khỏi cuộc sống của cô ấy. Sau nhiều lần bị Jennie đe dọa, cuối cùng Kyung Shin cũng không chịu được nữa, cô ta âm thầm đến tìm Sung Nam. Cô ta yêu cầu Sung Nam dùng mọi cách bắt buộc phải đưa Jennie vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Vào lúc Sung Nam chuẩn bị đưa Jennie rời đi, tình cờ bị Ji Jung bắt gặp. Sau đó Ji Jung đi theo chiếc xe đến một căn biệt thự thì thấy anh trai mình cũng là một trong số những người đó. Ji Jung vô cùng phẫn nộ cho anh trai mình một bạt tai, cô ấy không thể tin được anh trai mình lại có thể làm ra chuyện như thế này. Bất ngờ Ji Jung bị một người đàn ông xô đập vào tường. Lúc này Ji Jung đột nhiên cảm thấy bụng mình đau dữ dội, dù sao trong bụng cô ấy vẫn còn một đứa bé 2 tháng tuổi. Nhưng anh trai cô ấy thấy vậy cũng không quan tâm đến em gái. Mà lý do thật sự Kyung Shin đưa con gái đến đây đó chính là muốn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với con gái. Hôm nay hai mẹ con họ chỉ có một người có thể sống. Kyung Shin đã chuẩn bị sẵn 2 cốc nước, sau đó cô ấy đổ chiếc dung dịch trong chiếc lọ vào cốc nước. Kyung Shin nói với Jennie, cho dù ai uống phải thứ này thì cũng ngã luôn xuống đất. Nói rồi Kyung Shin đảo loạn 2 cốc nước rồi đưa cho con gái một cốc. Nhưng Jennie sợ hãi không dám thử, Kyung Shin thấy con gái sợ hãi liền không do dự mà uống trước. Lúc này Ji Jung cũng đến được căn phòng đó đem Jennie đi, nhưng lại bị Kyung Shin kêu đứng lại, yêu cầu Jennie uống xong ly nước trong tay cô ấy mới được đi. Ji Jung lúc này mới biết Kyung Shin muốn cho Jennie uống thuốc độc. Ji Jung cảm thấy Kyung Shin điên mất rồi, rõ ràng biết Jennie là con gái mình nhưng lại nhẫn tâm cho con bé uống thuốc độc. Nhưng lúc này Kyung Shin không muốn giải thích thêm bất cứ điều gì nữa, nếu con gái đã không muốn uống thì cô sẽ thay con gái uống ly này. Kyung Shin muốn Jennie hoàn toàn buông bỏ suy nghĩ muốn ở lại bên cạnh mình. Ji Jung thấy thế tiến lên phía trước hất văng ly nước, đây cũng chính là kết quả mà Kyung Shin muốn nhất. Đối với việc làm ngày hôm nay của mẹ, Jennie cũng hoàn toàn thất vọng, không ngờ mẹ mình thà chết cũng không muốn nhận mình. Cô bé quyết định buông bỏ người mẹ này, từ bây giờ sẽ không quấy rầy bà ấy nữa. Lúc Ji Jung đưa Jennie rời đi đúng lúc gặp Tae Jong vừa chạy đến. Tae Jong sau khi biết sự thật vô cùng tức giận chạy đến tìm chị dâu. Anh ấy không ngờ rằng, người nằm cạnh gối anh trai mình lại là người phụ nữ đáng sợ như vậy. Kyung Shin sợ Tae Jong sẽ đem tất cả sự thật nói cho chồng biết, nên cầm lọ thuốc độc lên định uống thì bị Tae Jong giật lấy. Thấy thế, Kyung Shin lại bắt đầu lấy con trai mình Jung Ho để uy hiếp Tae Jong. Hy vọng anh ấy có thể vì cháu trai mình mà đừng nói ra chuyện này. Tae Jong vô cùng thất vọng quay người rời khỏi căn phòng đó. Sau đó Tae Jong an ủi Jennie nên sớm quên đi người mẹ như vậy, và bảo sau này mình và Ji Jung sẽ giống như bố mẹ cùng chăm sóc cô bé. Jennie cũng nói bây giờ cô bé đã hoàn toàn mất đi hy vọng vào Kyung Shin, từ bây giờ cũng không đến tìm bà ấy để nhận mẹ nữa. Đúng lúc ba người chuẩn bị quay về thì bụng Ji Jung đột nhiên đau dữ dội, phía dưới còn chảy ra một dòng máu. Chồng cô ấy Tae Jong thấy thế rất hoảng loạn đưa vợ vào bệnh viện. Sau khi vượt qua nguy hiểm thì tạm thời không có vấn đề gì cả. Mặc dù bây giờ cả mẹ và thai nhi đều an toàn rồi nhưng khả năng sảy thai vẫn rất cao, cần một thời gian để tĩnh dưỡng. Tae Jong lúc này vô cùng tức giận chạy đến nhà Kyung Shin, muốn nói cho anh trai tất cả mọi chuyện ngày hôm nay. Chị dâu đã làm vợ mình suýt nữa sảy thai, muốn chị ta phải chịu quả báo. Nhưng khi anh ấy nhìn thấy cháu trai Jung Ho thì liền do dự. Đúng lúc này chị dâu cũng từ trong phòng bước ra và bắt gặp ánh mắt của Tae Jong. Hai người lúc này như đang giao tiếp bằng mắt cái gì đó. Kyung Shin lúc này lại cố ý đến ôm con trai ngay trước mặt Tae Jong. Tae Jong cũng đành từ bỏ việc nói ra sự thật. Xuống dưới lầu Tae Jong nói với bố mẹ Ji Jung động thai, suýt nữa thì sảy thai cho nên phải ở lại bệnh viện một thời gian. Lão chủ tịch vội vàng hỏi con trai rốt cuộc là tại sao. Tae Jong liếc mắt nhìn chị dâu sau đó quay người đi ra khỏi nhà. Lão chủ tịch không biết được nguyên nhân liền nổi giận, ông ấy bảo phu nhân ngày mai lập tức đến bệnh viện thăm con dâu. Ngày hôm sau mẹ chồng và Kyung Shin đến bệnh viện thăm Ji Jung và nhắc nhở con dâu nhớ nghỉ ngơi đầy đủ, không được để chuyện gì xảy ra trong thời kỳ đang mang thai. Đúng lúc này mẹ chồng nhận được điện thoại từ một người bạn. Nhìn thấy mẹ chồng rời đi, Ji Jung liền hỏi chị dâu lẽ nào bây giờ vẫn không có một tí hối hận nào sao. Mà Kyung Shin vẫn như cũ nói Ji Jung trở nên như vậy, cũng chỉ có thể trách cô ấy đã nhúng tay vào chuyện của người khác mà thôi. Ji Jung thấy chị dâu như thế thì ngay lập tức mất khống chế. Cô ấy trở thành như vậy không phải là vì cứu con gái chị ta sao? Bởi vì bị kích động nên bụng Ji Jung lại bắt đầu đau. Sau khi kiểm tra một lượt thì phát hiện tình hình không được khả quan cho lắm. Mặc dù bác sĩ đã tiêm cho cô ấy liều thuốc tránh sảy thai, nhưng vẫn phải để Ji Jung ở trong bệnh viện để theo dõi. Trong thời gian này không được phép kích động nữa. Nghe bác sĩ nói xong trong lòng mẹ chồng lại càng hoang mang. Vì để Ji Jung nghỉ ngơi thật tốt nên mẹ chồng đã đưa Kyung Shin rời khỏi đó. Ngày hôm sau, mẹ Ji Jung từ miệng anh trai cô ấy biết được tại sao Ji Jung lại bị thương, liền chạy đến bệnh viện hỏi con gái rốt cuộc có phải là do Kyung Shin gây ra không. Mẹ Ji Jung sau khi biết sự thật thì không muốn che giấu nữa, nhưng Ji Jung vẫn khuyên mẹ đừng nói chuyện này cho người khác biết. Mẹ Ji Jung tuy ngoài miệng thì đồng ý nhưng trong lòng vẫn không nuốt trôi cục tức này. Đợi đến khi Ji Jung xuất viện về nhà, mẹ Ji Jung đi theo Kyung Shin vào bếp, không nói gì mà tạt thẳng cốc nước vào mặt Kyung Shin và cảnh cáo, nếu còn dám bắt nạt Ji Jung thì bà không những công khai hết tất cả mọi chuyện độc ác của cô ta, mà lần sau nước tạt vào mặt sẽ không phải là nước lạnh nữa. Người phụ nữ này vì để chồng mình sớm ngồi lên chức chủ tịch nên tìm mọi cách để bố chồng nhường chức càng sớm càng tốt. Cô ta đã dùng danh nghĩa của bố chồng để vắt kiệt các nhà thầu làm cho chủ một công xưởng không chịu nổi mà tự sát. Chủ tịch lúc này mới nhận ra để Kyung Shin vào công ty này là một sai lầm. Vì để chuộc lỗi với người đã mất nên lão chủ tịch đã tự mình đến nhà người mất.
không ngờ lại bị những người từng hợp tác đuổi đi. Nhưng ông ấy vẫn cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người. Dù như vậy ông ấy vẫn bị những người này ném bột lên người, chẳng mấy chốc nơi đó đã trở nên hỗn loạn. Kyung Shin vì muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu bố chồng, cô ta đã tìm người đi mua chuộc tài xế trước đây của bố chồng, đứng ra làm chứng lão chủ tịch là một người độc ác vô tình, thường xuyên đánh đập hắn ta. Ngay sau đó những thông tin xấu về lão chủ tịch được lan truyền. Sau khi nghe những tin tức vớ vẩn này, lão chủ tịch liền bị tăng huyết áp, cuối cùng ông ấy không chịu nổi áp lực mà quyết định từ chức, để con trai Hee Jun thay ông ấy đảm nhận chức vị chủ tịch. Tuy nhiên việc Kyung Shin quá phấn khích đã vô tình làm phơi bày tham vọng của cô ta. Cô ta ở trước mặt chồng nói cuối cùng ông già đó cũng hiểu được cái gì gọi là chuyển nguy thành an. Hee Jun không ngờ rằng vợ mình lại nói ra lời như vậy, ngay lập tức Hee Jun nhận ra tham vọng và sự tàn nhẫn của Kyung Shin khủng khiếp ra sao. Thế là anh ấy yêu cầu vợ mình về nhà làm một người vợ toàn thời gian, sau này không cần phải tham gia vào bất cứ chuyện gì trong công ty. Điều này làm cho Kyung Shin cảm thấy vô cùng lo lắng, nếu như thật sự bị chồng đuổi ra khỏi công ty thì số tiền lúc trước chuyển ra nước ngoài sẽ bị lộ. Mà lúc này lão chủ tịch trên đường về nhà thì phát bệnh tim. Tuy là đã được cấp cứu kịp thời bảo vệ được mạng sống, nhưng ông vẫn hôn mê mãi chưa tỉnh lại. Do lão chủ tịch bị vỡ mạch máu não nên có khả năng sau khi tỉnh lại sẽ bị Alzheimer. Cả gia đình đều cảm thấy vô cùng đau buồn. Chỉ có cô con dâu Kyung Shin cảm thấy đây là điều mà Chúa dành tặng cho mình. Cô hy vọng ông bố chồng này không tỉnh dậy càng tốt. Vào lúc Kyung Shin nghĩ mình có thể đứng ở trên cao, không ngờ chồng mình Hee Jun vẫn quyết định để cô ta rời khỏi công ty. Kyung Shin rất khó hiểu, không biết tại sao mình và chồng không thể đứng cùng một chiến tuyến. Cô ta không biết rằng Hee Jun sớm đã ghét nhìn thấy bản mặt hàn học của cô ta, và nếu không phải vì con trai thì sớm đã đuổi cô ra khỏi nhà rồi. Kyung Shin không ngờ rằng chồng mình bây giờ lại đối xử với mình như vậy. Nếu như chồng cô ta đã đối xử với cô ta vô tình như thế thì cô ta cũng không cần phải nghe theo lời nhà chồng sắp xếp. Kyung Shin lợi dụng lúc bố chồng đang hôn mê, lén đăng ký một công ty ma ở nước ngoài. Cô ta muốn thần không biết quỷ không hay lấy hết tiền của công ty nhà chồng, không ngờ bị chồng cô ta phát hiện ra manh mối. Hee Jun không ngờ vợ mình lại dám làm như thế, thậm chí còn giấu mình đi đăng ký công ty và rót rất nhiều tiền vào công ty đó. Đối mặt với những lời buộc tội đó của chồng, Kyung Shin không hề hoang mang mà còn cảnh cáo chồng không được nói lung tung. Cô ta nói dối mình cũng chỉ làm theo những lời mà người bố chồng đang hôn mê sắp xếp mà thôi, nếu không thì cô ta làm gì có gan làm ra chuyện như vậy chứ. Hee Jun không biết chuyện gì, chỉ có thể đợi bố mình tỉnh lại rồi hỏi rõ chuyện này. Nhưng trong lòng anh ta giờ đây không còn tin tưởng vào những lời nói của Kyung Shin nữa, nên đã bảo thư ký bí mật điều tra ông chủ đứng đằng sau công ty này là ai. Kyung Shin thấy mọi chuyện sớm muộn cũng bị lộ nên đã nhanh chóng thông báo cho thân tín của mình, bảo cô ta ngay lập tức chuyển hết tiền vào tài khoản cá nhân của cô ta, sau đó thì xin nghỉ để đi du lịch. Đồng nghiệp thấy vậy thì vô cùng hâm mộ cô ấy, nhưng không ngờ toàn bộ công ty đều bị cô ta đánh lạc hướng. Sau khi biết chuyện thì các cổ đông tìm Hee Jun và yêu cầu anh ấy từ chức chủ tịch. Hee Jun không quản lý tốt công ty chỉ có thể đồng ý từ chức, nhưng yêu cầu duy nhất của anh ấy là để em trai anh ấy tiếp quản công việc, nếu không thì sẽ không từ chức. Nhưng những cổ đông không đồng ý và yêu cầu để người khác nhận vị trí đó, bởi vì bọn họ đã không còn tin tưởng anh ấy và Tae Jong nữa rồi. Mà người bọn họ muốn tiếp nhận vị trí này chính là vợ của Hee Jun, Kyung Shin. Hee Jun giờ mới biết những người này đã bị Kyung Shin mua chuộc cả rồi. Kyung Shin tìm mọi cách để đưa chồng ngồi lên vị trí chủ tịch, nhưng không ngờ sau khi chồng lên vị trí đó thì muốn đuổi cô ta đi. Nếu đã như vậy thì chỉ có thể để mình ngồi vào vị trí này thôi. Mà việc đầu tiên sau khi Kyung Shin ngồi lên vị trí đó chính là đuổi Tae Jong khỏi công ty. Người chồng thấy vợ mình mất trí như thế, anh ấy cảm thấy Kyung Shin bây giờ và trước đây như hai người khác nhau. Mẹ chồng biết được con dâu ở công ty đã đuổi con trai của bà là Tae Jong, thế là bà ấy muốn đòi lại chức vụ cho con trai. Thu tay lại cho tôi nhanh lên. Mẹ yên tâm, con sẽ lo liệu tốt cho công ty. Mẹ không cần lo, tốt của cô là đuổi con trai tôi đi à? Kyung Shin không kiên nhẫn được nữa liền cảnh cáo mẹ chồng, nên ở yên ở nhà là được, rồi nếu không mình tuyệt đối không cho bà ấy cơ hội an hưởng tuổi già. Cô con dâu lúc này làm cho bà ấy vô cùng sốc, nên bà ấy đến để nói chuyện với con trai lớn. Bà ấy không ngờ con dâu lại làm ra chuyện điên cuồng đến như thế. Hee Jun nghe xong cảm thấy rất tức giận, anh ấy nghĩ cần phải tìm ra điểm yếu của Kyung Shin càng sớm càng tốt, để kéo cô ta xuống khỏi vị trí chủ tịch. Jenny về đến nhà thì vô tình biết được chuyện của Kyung Shin, biết được cô ta muốn cắt chức Hee Jun, mà Hee Jun lại luôn quan tâm cô bé như một người cha. Cô bé phát điên lên, cô tuyệt đối không để người mẹ độc ác này được như ý nguyện. Thế là Jenny quyết định công khai hết việc ác mà Kyung Shin đã làm với mình. Hee Jun chồng của Kyung Shin đã điều tra ra, người đứng đằng sau công ty ma ở nước ngoài là vợ mình, Kyung Shin. Hee Jun vô cùng tức giận chạy đến ném bằng chứng vào mặt cô ta, anh ấy muốn xem Kyung Shin sẽ giải thích như thế nào khi đối mặt với bằng chứng như vậy. Kyung Shin vẫn như cũ nói đây là do bố chồng giao phó cho cô ta làm, nếu như chồng không tin có thể đợi bố chồng tỉnh lại rồi đối chứng. Hee Jun cảnh cáo cô ta nếu như đây là trò quỷ của cô ta thì anh ấy sẽ khiến cho cô ta thân bại danh liệt. Nhưng Kyung Shin không muốn cho bố chồng cơ hội để tỉnh lại, liền lập tức cho người đến bệnh viện thủ tiêu bố chồng. Trong lúc người đàn ông này đang hành động thì bác sĩ đẩy cửa đi vào. Thấy vậy, người đàn ông đó liền bỏ chạy ra khỏi bệnh viện.
Đúng lúc này Jenny phơi bày thân phận của mình lên trên mạng, công khai mẹ ruột mình khi học đại học, sinh ra mình sau đó thì bỏ rơi mình để gả vào nhà hào môn. Rất nhanh sau đó, thân phận của Jenny bị cư dân mạng thảo luận rất sôi nổi. Có người còn đem so sánh hai bức ảnh của Kim Sin và Jenny, sau đó đoán rằng con dâu nhà hào môn Kim Sin chính là mẹ ruột của Jenny. Điều này làm cho Hee Jun nhớ về trước đó, khi Jenny lần đầu đến nhà, vợ mình đã vô cùng căng thẳng, với lại ở công ty cũng luôn làm khó Jenny, hai người họ cũng rất giống nhau. Nghĩ đến đây, Hee Jun không ngờ vợ mình là một người độc ác đến mức như thế, không ngờ mấy năm nay mình lại sống chung với một con ác quỷ. Sau khi mẹ chồng biết chuyện lại càng tức giận hơn, cương quyết đuổi Kim Sin ra khỏi nhà. Đã đến bước đường này rồi, Kim Sin vẫn còn muốn dùng con trai Jung Ho để làm lá chắn, cầu xin mẹ chồng niệm tình cháu trai còn nhỏ mà bỏ qua cho mình. Tuy nhiên mẹ chồng đã quyết định sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà. Kim Sin không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm lấy con trai sống chết không chịu đi. Vì để có thể tiếp tục ở lại trong nhà chồng, ngày hôm sau mới sáng sớm Kim Sin đã làm đồ ăn sáng cho mẹ chồng. Nhưng lúc này phu nhân đối với người phụ nữ này chỉ cảm thấy kinh tởm, làm gì có khẩu vị để ăn sáng nữa. Lúc này ở công ty còn xảy ra một chuyện tồi tệ hơn. Công ty lúc trước Kim Sin đăng ký đã bị phát hiện, bây giờ những ngân hàng đã từng hợp tác đều dừng hết việc hợp tác lại. Cứ như vậy cổ phiếu của công ty sẽ rớt giá nghiêm trọng. Nếu mà không xử lý tốt thì công ty có nguy cơ phá sản. Không còn cách nào khác, Hee Jun chỉ có thể tìm em trai Tae Jong tìm cách ứng phó. Trong lúc như này chỉ có hai anh em liên thủ mới có thể vượt qua khó khăn. Tae Jong cũng quyết định sẽ lấy tất cả cổ phiếu của mình ra để thế chấp. Mà các cổ đông của công ty cũng nhìn rõ tình hình, chạy đến bắt Kim Sin từ chức. Kim Sin không ngờ rằng mình rớt đài nhanh đến thế. Còn Kim Sin, để tự bảo vệ bản thân, cô đã chạy về nhà, lục hết các két sắt và thu dọn hết đồ đạc, cô ta đang chuẩn bị để chạy trốn. Khi phu nhân về đến nhà, phát hiện đồ trong nhà đều bị lục tung cả lên, lần này phu nhân hoàn toàn không thể nào nhịn được nữa. Sau đó bà ấy cho người thu dọn hết hành lý của Kim Sin, rồi cho người dẫn cháu trai đi chỗ khác. Về đến nhà, Kim Sin nhìn thấy hành lý của mình đang được để trước cửa, mẹ chồng cảnh cáo cô ta bây giờ rời đi mới là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Sự việc đến nước này nhưng Kim Sin vẫn muốn cầu xin thêm một lần nữa, cầu xin mẹ chồng nể mặt Jung Ho ôm mà cho mình ở lại. Nhưng phu nhân lại gọi bảo vệ lôi người phụ nữ ngoan cố này ra ngoài. Lúc này, lão chủ tịch cuối cùng cũng tỉnh lại dưới sự chăm sóc của Ji Jang. Những lời nói dối bịa đặt của Kim Sin cũng sắp bị lộ. Vậy số tiền mà cô ta lợi dụng danh nghĩa của bố chồng để chuyển đi cũng sắp bị phanh phui. Vì thế cô ta gọi điện cho thân tín của mình, để cô ấy rút hết tiền rồi cả hai sẽ cùng nhau trốn ra nước ngoài. Tuy nhiên, khi cả hai đến sân bay thì cảnh sát đã ban hành lệnh cấm hai người xuất cảnh. Vì không thể ngồi máy bay nên bọn họ chỉ có thể tìm con đường khác. Thế là Kim Sin liên lạc để tìm tàu có thể đưa bọn họ ra nước ngoài. Sau đó cô ta lại nhờ Sung Nam tìm cho hai người họ một căn nhà. Vì Kim Sin phải đi gặp người phụ trách của tàu, nên đã để cho thân tín của mình và Sung Nam ở lại căn nhà. Sung Nam nhìn chiếc túi mà cô gái kia ôm chặt trong tay thì cảm thấy rất thèm thuồng và muốn chiếm nó. Thế là hắn ta lôi kéo cô gái kia phản bội Kim Sin, lấy trộm số tiền rồi cả hai chia đều. Nhưng cô gái ấy sống chết không đồng ý, nói rằng Kim Sin chính là ân nhân của mình. Lúc cô khó khăn nhất chính Kim Sin đã cứu mạng cô. Cô gái đó nói xong thì muốn đi khỏi nơi này. Nhưng Sung Nam đã bước tới và muốn giật chiếc túi từ tay cô ấy. Thấy đối phương không chịu buông, Sung Nam lấy thứ đồ sắc bén ở bên cạnh đập vào đầu cô ấy. Đợi đến khi Kim Sin về đến nơi thì cô gái ấy đã không còn hơi thở. Lúc đó Kim Sin phát hiện bên cạnh là điện thoại của cô gái. Thông qua video trên điện thoại thì biết được chuyện này là do Sung Nam gây ra. Kim Sin cảm thấy vô cùng tức giận, thề rằng sẽ báo thù cho cô gái kia. Cũng lúc này lão chủ tịch cũng hồi phục lại và về nhà. Lúc này ông ấy mới biết những chuyện ác mà con dâu lớn đã gây ra. Khi còn trẻ ông ấy cũng từng vì thỏa mãn tham vọng mà làm ra nhiều chuyện sai trái. Cho nên Kim Sin biến thành như vậy, ít nhiều cũng một phần là do gia đình ông ấy gây nên. Mà Kim Sin vì báo thù mà không tiếc chi ra một số tiền lớn để tìm Sung Nam. Lúc này Sung Nam đã bị bọn họ tra tấn một cách dã man, không còn sức lực để chống cự lại nữa thì bị Kim Sin dùng gậy đánh lên người. Ngày hôm sau, Kim Sin trong lòng bất an đến thăm mẹ của thân tín đang nằm trong bệnh viện, sau đó thì chân thành xin lỗi mẹ cô ấy. Sau đó cô ấy giao hết số tiền của mình cho viện trưởng, nói rằng mình sẽ chịu trách nhiệm chi trả tất cả các chi phí cho mẹ của thân tín. Cuối cùng Kim Sin đi đến đồn cảnh sát để tự thú, sau khi bị kết án tù thì nhận được thư ly hôn từ chồng. Kim Sin cảm thấy vô cùng đau lòng nhớ lại những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống với chồng của cô ta sau khi sinh Jung Ho Oh, hình ảnh cả gia đình ấm áp hiện lên trong đầu Kim Sin. Lúc này cô ta hoàn toàn hối hận rồi, nếu không phải bị đồng tiền làm cho mù quáng, thì cô ta đã có thể sống hạnh phúc mãi mãi. Nếu như cô ấy sớm nói sự tồn tại của Jenny cho chồng, thì với tính cách của anh ấy chắc chắn sẽ chấp nhận để Jenny về sống cùng. Cùng lúc đó, chuyện của công ty cũng được giải quyết, nhìn thấy hai anh em đoàn kết như thế, cũng khiến cho lão chủ tịch cảm thấy rất hài lòng, cuối cùng cũng an tâm giao lại công ty cho hai anh em họ. Không lâu sau Ji Jang cũng thuận lợi sinh một đứa cháu trai cho gia đình tài phiệt. Điều này khiến ông chủ tịch và phu nhân vô cùng mừng rỡ. Bộ phim đến đây là hết, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các bộ phim sau.